Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện, và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thư giãn. Cánh cửa đã bị Lục Thiếu Quân đá tung ra cả bản lề. Hiểu Linh bị dọa sợ, ở trên vai của anh càng phản kháng kịch liệt hơn. Cô không ngừng lấy tay đấm vào lưng của Thiếu Quân. Anh điên rồi, anh vẫn là kẻ thô lỗ và thiếu kiềm chế như trước đây. Cô vừa đấm tay vào lưng anh vừa mắng. Lúc này đây, Ngụy Tử Việt đã chạy theo nói với Tiểu Thành. Cậu chủ nhỏ, để tôi đưa cậu đi chơi nhé. Tiểu Thành không nói gì đi theo Ngụy Tử Việt, bờ môi hơi run lên như vẫn còn đang sợ hãi. Ngụy Tử Việt nói mấy lời mà cảm thấy bản thân cũng không dám chắc có đang lừa Tiểu Thành hay không nữa. Không sao đâu, ba cậu đang muốn đưa mẹ cậu về, tách mẹ cậu ra khỏi bác sĩ Lăng. Đó gọi là ghen tuông, cậu hiểu không? Chú bảo ba cháu có đánh ghen thì cũng nhẹ nhàng thôi, làm như vậy chỉ càng khiến cho mẹ cháu sợ chạy mất dép. Tiểu Thành nói với Ngụy Tử Việt cứ giống như là ông cụ non, làm cho Ngụy Tử Việt sởn da gà. Chỉ nghĩ đến việc anh ta có dũng khí nói với Lục Thiếu Quân xin hãy đánh ghen Văn Minh là đã khiến cho anh ta cảm giác thế giới này là bầu trời đen tối, cho anh ta thêm 10 lá gan cũng không dám nói gì với Lục Tổng. Cậu chủ nhỏ cứ yên tâm, sẽ không có gì đâu. Chúng ta không nên ở đây làm kỳ đà cản mũi. Ngụy Tử Việt đắn đo một chút trong lòng rồi quyết định thuyết phục ông cụ non rồi đi. Khả thi hơn việc chạy vào trong khuyên ông chủ của mình đánh ghen nhẹ nhàng. Ở trong nhà, Hiểu Linh đã bị Lục Thiếu Quân đặt lên ghế sofa. Cả thân hình cao lớn của anh phủ lên người cô, mặt đỏ gay. Bây giờ em muốn thế nào? Muốn ở bên cạnh Lăng Tuấn Dương, có đúng không? Anh bắt đầu khẩu chiến. Mặc dù anh đã nói với lòng mình phải kiềm chế, nhưng mà thật sự không hiểu được, chỉ cần nhìn thấy Hiểu Linh ở bên cạnh Lăng Tuấn Dương là sự tức giận của anh lại sôi sùm sục. Kể cả trong mơ, thời gian gần đây anh cũng mơ đến Hiểu Linh hạnh phúc ở bên cạnh tên họ Lăng kia. Lúc đó anh vừa đau vừa giận đến mức một đau muốn lấy mạng người khác. Hiểu Linh tức tối lên tiếng nói. Đúng vậy, ít nhất ở bên cạnh anh ấy tôi sẽ không bị người khác vác lên vai rồi vứt xuống ghế. Lục Thiếu Quân lúc này lại cảm thấy hối hận. Anh vội vàng xoay người cô bốn phía, giọng nói có phần hoảng loạn, rối trí. Anh xin lỗi Hiểu Linh, anh không làm cho em đau chứ? Đồ thần kinh, anh bị điên hay sao mà đánh người? Tuấn Dương đã chảy máu rồi đấy, anh có biết không? Cô không nhịn được mà mắng. Trước đây cô cứ nghĩ rằng bản thân mình có thể kiềm chế tốt, nhưng hóa ra khi cơn giận lên thì cô cũng có thể nói ra những lời khó nghe. Khuôn mặt của người đàn ông cứng đơ, sống lưng tê dại. Người phụ nữ anh yêu ở trước mặt anh đang thương xót cho một người đàn ông khác. Trái tim anh đau đớn. Lần đầu tiên anh cảm thấy cơn đau nó rõ ràng đến như vậy. Em thật sự không quan tâm đến một chút cảm xúc của anh sao? Không, tôi đã nói rồi, kể cả anh có mất mạng tôi cũng không quan tâm. Có khi tôi còn đốt pháo ăn mừng trong đám tang của anh đấy. Anh buông lỏng tay cô ra, cả người giống như không còn sức sống. Anh ngồi thụp xuống dưới đất, ánh mắt âm ô như không thể nào nhìn được bất kỳ tia sáng nào. Cô nhân cơ hội mà đứng dậy, tiến thẳng vào trong phòng ngủ của mình, đóng cửa, không quên lên tiếng. Anh về đi, tôi gọi người đến sửa cửa. Lục Thiếu Quân đau lòng muốn chết đi sống lại, anh phải mất một lúc lâu sau. Sau khi mà tiếng sập cửa của Hiểu Linh vang lên, anh mới có thể đứng lên được.
Một giọt nước mắt lăn từ trên khóe mi của anh rơi xuống thảm trải sàn. Anh đã khóc, cho dù không muốn thừa nhận điều đó, nhưng mà thực sự là anh đã khóc. Anh lê chân ra khỏi nhà, trên môi nở ra nụ cười hỗn tạp. Anh bước đi trên đường bằng những bước chân vô định như người mất hồn. 2 giờ sáng tại quán bar The Rock, Lục Thiếu Quân gục mặt xuống bàn rượu, xung quanh ngổn ngang những chai rượu mạnh. Cả quán bar không có một ai ngoài anh và Trần Du Lan ở bên cạnh. Thiếu Quân, anh đừng mong sự nhẹ nhàng của anh có thể mang Hiểu Linh trở về bên mình. Anh là kẻ mạnh, mà kẻ mạnh thì sẽ có cách làm của kẻ mạnh. Chỉ cần anh kết hôn với cô ấy, dùng Tiểu Thành để cô ấy quay trở về bên cạnh mình. Tháng ngày còn dài, anh sẽ làm cho cô ấy hiểu anh. Tình cảm của anh dành cho cô ấy là như thế nào? Trần Du Lan nói những lời ngọt ngào để thuyết phục Thiếu Quân. Lời nói cô ta chẳng khác nào đang rót mật. Anh đôi mắt chất chứa đầy bi thương lẫn giận dữ lên tiếng hỏi: thực sự có thể sao? Chỉ chờ có như vậy, Trần Du Lan tiếp tục nói: đương nhiên rồi, anh muốn Hiểu Linh làm vợ mình thực tế không phải là chuyện gì quá đáng cả. Hai người dù sao cũng có con với nhau, nên ở cùng nhau là điều tất yếu. Anh nghe em lần này đi, cứ mạnh tay bắt cô ấy kết hôn, sau này cô ấy sẽ hiểu cho anh thôi mà. Từng lời của Trần Du Lan cứ như vậy mà dung nạp vào trong não bộ của Thiếu Quân. Khung cảnh tươi đẹp khi mà anh và cô trở thành vợ chồng, cùng nhau sống những ngày tháng tốt đẹp cùng với con trai nhỏ đã hiện ra trước mắt. Anh cười ngây ngốc trong mơ hồ rồi lên tiếng: đúng vậy, chỉ cần giữ cô ấy ở bên cạnh thôi, chỉ cần như vậy thôi. Anh lầm bầm rồi gục hẳn ở trên bàn. Trần Du Lan lớn tiếng gọi anh, nhưng mà đối phương không còn nghe thấy cô ta gọi nữa, hoàn toàn rơi vào trong giấc ngủ sâu. Lúc này đây cô ta mới nở ra nụ cười lạnh rét: ai bảo anh cứ thích cao thượng làm gì? Sau này chắc chắn anh sẽ phải cảm ơn em vì việc làm ngày hôm nay. Còn Lăng Tuấn Dương, anh chờ đi. Nếu như em đã không thể nào có được anh, thì anh vĩnh viễn cũng không bao giờ có được Đỗ Hiểu Linh, Lăng Tuấn Dương à. Ngày hôm sau, khi mà Hiểu Linh tỉnh dậy, đã thấy Lục Thiếu Quân ngồi trong nhà cô, ở bên cạnh còn có luật sư và rất nhiều người khác. Anh làm cái gì thế này? Người đàn ông kiên định lên tiếng trả lời: em thay đồ đi, rồi chúng ta nói chuyện. Hiểu Linh nhíu mày, quả thật là cô vừa ngủ dậy, mặc dù vẫn rất xinh đẹp, nhưng mà không thích hợp gặp người ngoài. Cô không nói gì đi vào trong nhà vệ sinh, chưa đầy 15 phút sau đã trở lại, quần áo chỉnh tề. Anh muốn gì đây? Anh nói đi. Cô hất hàm lên tiếng. Lục Thiếu Quân nhìn cô, môi mỏng hơi nhếch lên. Anh vẫy tay cho mấy người tạm ra ngoài trước. Khung cảnh này tự dưng khiến cho cô cảm giác như trước mặt mình là Lục Thiếu Quân của trước đây, thậm chí còn kinh khủng hơn so với trước đây, lạnh khốc và tàn độc. Đây là giấy tờ có liên quan đến một người tên Chú Đức. Chỉ cần em đồng ý ký đăng ký kết hôn với anh, thì anh đảm bảo sẽ giúp em tìm Chú Đức. Khuôn mặt của cô lập tức biến đổi, chuyển thành kích động. Cô mất bình tĩnh đến mức khi mà nói ra, cô gần như là nhào đến ở bên cạnh Lục Thiếu Quân. Anh nói gì cơ? Anh nói Chú Đức vẫn còn sống sao? Người này rất quan trọng với em mà, không phải sao? Nếu em muốn biết thêm thì ngay bây giờ cùng anh đi đăng ký kết hôn. Anh bá đạo lên tiếng. Hiểu Linh sau giây phút kích động thì cười khẩy lùi lại. Anh đừng nghĩ tôi là con ngốc. Nếu như Chú Đức thật sự còn sống thì thời gian qua tôi đã tìm thấy rồi. Anh trái lại không bất ngờ đẩy đến trước mặt cô một bức ảnh. Cô liếc mắt một cái, cả người lúc này không thể nào tự tin được nữa, không thể nào không tin anh được nữa. Trong bức ảnh là Chú Đức đeo đôi kính đen, che đi hốc mắt năm xưa đã bị Vạn Như Ngọc cho người lấy con mắt ra. Người trong ảnh già hơn rất nhiều, nhưng mà lại béo hơn một chút. Đây chính là Chú Đức mà cô tìm kiếm, không thể nào nhầm lẫn được, không thể nào sai được. Mà Chú Đức khi ở với Đỗ Gia vốn đã bị Vạn Như Ngọc đuổi cùng giết tận,
để bịt miệng tội ác của bà ta với mẹ con cô. Đến một bức ảnh của người thật cũng không có. Hiểu Linh truy vấn: anh từ đâu mà có được thứ này? Em sẽ không biết chừng nào em chịu lấy tôi. Anh vẫn cực kỳ ngang ngược. Cô tức giận muốn mắng chửi vô cùng, nhưng mà cô cố gắng nuốt ấm ức xuống. Nếu như anh đã có thông tin thì tôi cũng sẽ có. Anh đừng dùng thứ này để mà trao đổi với tôi. Lục Thiếu Quân cảm thấy mình đang cầm chắc chiến thắng. Anh lên tiếng: xem ra em thực sự không muốn tìm người rồi. Mà em còn cho rằng ông ấy đã mất mạng, thì em nghĩ em có thể tìm được sao? Hóa ra tất cả những sự dịu dàng của anh là giả dối. Anh vẫn như vậy, là một Lục Thiếu Quân thích lấy mạnh ra để ức hiếp kẻ yếu. Cô cười cợt, lời này khiến cho tâm tư của anh thoáng dao động. Thế nhưng lời nói của Trần Du Lan hôm qua lại vang lên trong đầu, khiến cho anh không thể nào thay đổi ý nghĩ muốn giữ cô khư khư ở bên cạnh mình. Anh sẽ cho em 3 ngày để suy nghĩ. Nói xong câu đó, anh đứng dậy, để lại mọi thứ ở trên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Cô nhìn xuống tấm ảnh trên tay mình, vô cùng run rẩy. Từng mảng ký ức đau thương lần nữa hiện về, cô bật khóc. Chú Đức, chú còn sống sao? Chú đang ở đâu chứ? Tại Đỗ gia. Vậy là đã trôi qua một thời gian khá lâu rồi. Vạn Như Ngọc không cách nào liên lạc với con gái, trong lòng bà ta nóng như lửa đốt. Khây cũng chẳng thấy tăm hơi. Bà ta sốt ruột hỏi quản gia Hà: đã gọi cho Trịnh Nguyên Hưng chưa? Dạ, phía bên cảnh sát cũng đang thanh tra ngầm diện rộng. Kỳ bầu cử sắp tới, thay ngôi đổi chủ, cho nên sẽ có thanh tẩy cực lớn. Chúng ta nên chạy trước. Từ sau cánh cửa, Kiều Thi Nhã gần như là nín thở lắng nghe câu chuyện. Cô vốn dĩ chỉ là vô tình đi ngang qua, không ngờ lại nghe được thứ bấy lâu nay ở trong hộp bí mật của quản gia Hà và Vạn Như Ngọc. Cô ấy tự hỏi, xưng hô kiểu này là sao chứ? Lại còn có cả Trịnh Nguyên Hưng liên quan nữa. Thế giấy tờ, tiền và những thứ đó mau tìm cách tẩu tán trước đi. Cứ yên tâm, không ai nghĩ được chúng ta giấu nó trong mộ của con tiện nhân Lâm Trúc Thư đâu. Kiều Thi Nhã vừa nghe câu này thì lạnh sống lưng, cốc nước trên tay run rẩy rơi xuống một cái choang. Ai? Giọng nói của Vạn Như Ngọc rít qua kẽ răng. Kiều Thi Nhã giật nảy mình, cô luống cuống muốn trốn đi. Thế nhưng ngay lập tức đã bị vệ sĩ ngăn cản. Từ trong nhà, quản gia Hà cùng với Vạn Như Ngọc bước ra. Kiều Thi Nhã, nửa đêm nửa hôm làm cái gì ở đây chứ? Hà Tư Sinh tiến tới, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có ý dọa dẫm. Tôi đi lấy nước để uống, không ngờ nóng quá cho nên trượt tay làm rơi xuống đất. Kiều Thi Nhã cố tình để cho đối phương không phát giác mình nói dối. Hà Tư Sinh chậm chậm tiến tới, ghé sát mặt của cô rồi cười ý gian tà. Vạn Như Ngọc nhíu mày khó chịu, khẽ hắng giọng. Hà Tư Sinh nghe thấy bà hắng giọng thì sợ quá lùi lại, cười cười với Vạn Như Ngọc. Bà chủ, ý của bà thế nào? Vạn Như Ngọc khó chịu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy sự trẻ trung của Kiều Thi Nhã. Có trách thì trách cô ta khát nước không đúng lúc thôi. Thành âm của người đàn bà rét lạnh, nói xong thì rời đi. Kiều Thi Nhã còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bịt chặt miệng, tay trói về đằng sau, hai mắt kinh hoàng nhìn phía trước. Trong lúc hoảng loạn, chân cô vùng vẫy nhưng cũng không có tác dụng gì cả. Sức lực của một cô gái làm sao mà đấu lại với mấy tên vệ sĩ đã được huấn luyện kỹ càng cơ chứ. Kiều Thi Nhã được đưa đến một chiếc tàu nhỏ. Cô bị bịt kín miệng và mắt, không nhịn được đường mà cũng không nói được gì cả. Giọng nói của một tên vang lên nói với Hà Tư Sinh: đem cô ta bán cho bọn buôn người hay là như thế nào đây đại ca? Trong cơn hoảng loạn, Kiều Thi Nhã vẫn có thể nghe rõ: cho tàu chạy ra xa bờ, tao sẽ liên lạc với bọn chúng. Kiều Thi Nhã sắc mặt biến đổi, tình huống xảy ra bất ngờ,
cô không thể nào truyền tin cho Hiểu Linh, càng không có cách nào để bảo vệ bản thân mình. Nơi mà mấy tên này đang đề cập cách đây nửa ngày đi tàu là khu dân cư tự trị, tệ nạn vô cùng khủng khiếp, nghĩ đến thôi mà đã thấy sởn cả da gà. Tàu đi được mấy tiếng, Kiều Thi Nhã mơ hồ giống như có ai đó đi vào bên trong. Khi mà người đó đến gần, ngửi mùi thì cô có thể nhận ra là Hà Tư Sinh. Nào cô gái, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Hà Tư Sinh đưa tay kéo khăn bịt mắt của Kiều Thi Nhã ra, cùng với đó là tháo cả bịt miệng cho cô. Giọng nói của cô nức nở vang lên. Quản gia, tôi xin ông hãy cứu tôi đi mà. Thật tình là tôi cũng rất xót xa cho cô đấy. Cô còn trẻ tuổi, còn xinh đẹp như vậy cơ mà. Ai bảo cô lại nghe thấy những lời không nên nghe chứ. Khuôn mặt của Kiều Thi Nhã cực kỳ thành khẩn. Tôi hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Xin hãy tin tôi. Thật sự là tôi không nghe thấy gì mà. Tôi tin cô, nhưng cô biết bà chủ rồi đấy. Bà ấy không tin cô. Hà Tư Sinh vừa nói, ánh mắt chăm chú nhìn đường nét trên khuôn mặt của Kiều Thi Nhã, rồi chậm chậm chuyển tầm mắt xuống bên dưới, nơi lồng ngực phập phồng của cô. Kiều Thi Nhã là người rất nhạy bén, phát hiện ra đối phương muốn gì. Cô nuốt xuống sự ghê tởm của chính mình dành cho quản gia Hà, nhẹ nhàng lên tiếng. Bà chủ tin tưởng ngài như vậy, chỉ cần ngài nói đã xử lý tôi thì chắc chắn bà ấy sẽ không đi kiểm tra đâu. Hơn nữa tôi biết là ngài cũng thích tôi mà, quản gia Hà. Ánh mắt của cô nhìn Hà Tư Sinh đầy ẩn ý, răng nhỏ gợi cảm cắn vào môi dưới ra điều nũng nịu. Đôi mắt của quản gia Hà lập tức sáng lên, ông ta cười hí hí. Cái đồ láu cá, được đấy. Cô em nói cũng thích, tức là sao đây? Quản gia híp mắt cười cợt, cô ra vẻ nũng nịu lên tiếng nói tiếp. Tôi lớn lên trong Đỗ gia, xưa nay tôi có được ra ngoài đâu. Quản gia Hà lịch lãm đàn ông, ở trong nhà ai mà không thích, kể cả bà chủ cũng thích ngài mà, không phải sao? Ngài như vậy chắc chắn kinh nghiệm trong chuyện chăn gối vô cùng phong phú. Tôi cũng rất hiếu kỳ, lần đầu tiên của tôi cũng nên tìm một người có kinh nghiệm mà gửi gắm. Từ hôm nay Kiều Thi Nhã này là người của ngài, có được không quản gia Hà? Hà Tư Sinh đã bị cái miệng ngọt ngào của cô nịnh bợ mà vui vẻ đến cười tiết cả mắt. Ông ta thân là quản gia, tằng tịu với Vạn Như Ngọc bao nhiêu năm, nhưng mà địa vị trong lòng bà ta vẫn chỉ là người quản gia. Đàn ông thì thằng nào mà chẳng muốn thể hiện bản lĩnh của mình. Kiều Thi Nhã trẻ trung xinh đẹp, ông ta không thể nào chịu được. Kiều Thi Nhã lần nữa nũng nịu. Anh Hà, còn không cởi trói cho em bé sao? Từ giọng nói cho đến ánh mắt đều khiến cho Hà Tư Sinh vui mừng đến tột cùng. Ngoan lắm, cái miệng này quá là ngoan. Hà Tư Sinh hoàn toàn không một chút nào đề phòng nữa. Ông ta đưa tay cúi xuống cởi trói cho Kiều Thi Nhã, cả cơ thể dạo dược xuân tình. Cô lúc này đôi mắt ướt át nhìn ông ta, giả vờ tôn sùng giống như thánh thần trong lòng mình. Cô liếc mắt một cái, nhìn thấy cửa lên khỏi khoang tàu cách đó không xa, nghiêng người cúi xuống phía mang tay của Hà Tư Sinh. Cảm nhận bàn tay mình đã được nới lỏng, hơi thở của cô nóng ấm phả vào một bên gáy ông ta thì thầm. Người ta muốn có giường ấm để chơi cơ, không lẽ lần đầu tiên của người ta lại ở một nơi ẩm mốc như thế này á? Giọng nói nũng điệu, bàn tay được tháo dây trói vòng lên ôm lấy cổ của quản gia Hà, khuôn ngực ấm áp sát vào ông ta. Hà Tư Sinh thích thú nở ra nụ cười, tay ôm lấy cái eo xinh đẹp của cô. Được, anh chịu hết, chúng ta lên khoang trên nhé, ở đó có giường êm đệm ấm, có thích không nào? Nhưng mà đây không phải là tàu thủy sao? Ở trên boong gió lộng lắm, ngoài trời đẹp đẽ như vậy không phải sẽ kích thích hơn sao? Kiều Thi Nhã ngọt ngào gợi ý, ánh mắt của cô vô cùng gợi tình, khiến cho Hà Tư Sinh trong một phút đã hồn bay phách lạc,
hoàn toàn rơi vào trong bẫy mà không hề hay biết. Thỏ con, bình thường em không tỏ ra cái gì, cả ngày mặc bộ đồ đen, cổ hủ, cũng không biết trong đầu nhỏ này cũng có nhiều sự hưởng thụ như vậy đấy. Quản gia ấn nhẹ tay lên trán của cô. Cô cười ngọt ngào với ông ta. Thì nếu như người ta ăn mặc xinh đẹp đã sớm bị bà chủ ném đi rồi còn đâu. Cũng phải. Vậy chúng ta lên trên nhé. Hà Tư Sinh vui vẻ nói. Ông ta ôm lấy cái eo nhỏ của Kiều Thi Nhã. Đúng là hôm nay cô vô tình khát nước đi xuống, đang ban đêm. Bộ đồ ngủ cho dù có bảo thủ hơn so với người khác thì cũng mong manh hơn so với bộ đồ thường ngày cô mặc. Cánh tay nhỏ xinh đẹp, vòng eo con kiến, cái hông gợi cảm cứ như vậy phô bày trước mắt của quản gia Hà. Ông ta nhịn không được, vội vàng kẹp tay Kiều Thi Nhã, đi lên trên boong tàu, không còn muốn chờ đợi thêm, không muốn kiềm chế sự sung sướng này. Ông ta xác nhận một lần nữa. Nhưng mà trên boong tàu có chút lạnh đấy, em chắc chứ, cô bé? Tất nhiên rồi, hiếm lắm mới có thể ra khỏi căn biệt thự tù túng đó mà hưởng thụ cảm giác sung sướng. Anh bảo người mang đệm ra đó đi, không thì đầu gối bị xước, lại bị bà già họ Vạn đó hỏi tới thì chết. Kiều Thi Nhã liếc mắt đùa cợt. Hà Tư Sinh không bao giờ nghĩ được có thể nghe những lời phóng túng từ miệng cô như thế này. Bao năm qua ông ta làm người tình của Vạn Như Ngọc, nhưng mà ông ta cũng có lòng yêu cái đẹp chứ. Bao năm nay bị kìm kẹp, lại phải ăn mãi cái bánh đúc, càng ngày càng khô khốc, nào còn thích thú gì nữa đâu. Lúc này đây Kiều Thi Nhã trẻ tuổi xinh đẹp, mơn mởn như thế này, ông ta ngu gì mà không ăn sạch. Được rồi, chờ anh nhé. Hạ Tư Sinh có chút bịn xịn, buông cô ta ra rồi rời đi. Lúc này đây con thuyền đang lênh đênh giữa biển. Hà Tư Sinh cho dù có sợ Kiều Thi Nhã giở trò thì cũng buông xuống nỗi lo. Một cô gái giống như thế này làm sao làm được gì chứ? Nghĩ như vậy, ông ta bệ vệ bước vào bên trong khoang tàu để mặc cho cô đứng đó một mình. Cô nhìn bóng lưng của đối phương khuất dần, rồi nhìn xung quanh. Quả nhiên là không có một chút lạc quan nào có thể thoát khỏi đây. Cô cẩn thận nhìn xuống dưới, giật nhanh phát hiện ra một kiện hàng có vẻ nặng ở gần đó. Hà Tư Sinh quay lại. Lúc ông ta vừa đứng ở cửa sung sướng ôm cái nệm ra thì lập tức cô đã ôm kiện hàng nhảy thẳng xuống. Kiện hàng rơi xuống nước kêu tõm rồi chìm nghỉm. Hà Tư Sinh bị dọa cho hết hồn, cái nệm đã tuột ra khỏi tay. Ông ta há hốc miệng nhìn bóng dáng bé nhỏ vừa nhảy xuống. Nhảy xuống dưới đó sao? Cô ta điên rồi. Mất một lúc sau đó, Hà Tư Sinh mới có thể thốt nên lời. Ông ta chạy về phía mạn tàu, chỗ kiện hàng rơi xuống đã không còn tăm hơi. Một vệ sĩ lúc này chạy tới. Có chuyện gì thế ạ, ông chủ? Hà Tư Sinh nhìn mặt nước biển đen ngòm trong đêm thì lắp bắp. Cô ta vừa nhảy xuống rồi. Gã đàn em nhìn xuống biển thở dài. Thì đằng nào cũng là đi xử lý mà. Có điều như vậy tiếc quá, mất một món tiền rồi. Hà Tư Sinh đắng miệng. Ông ta không ngờ một cô gái bé nhỏ trông có vẻ vô hại lại liều lĩnh như vậy. Ông ta vẫn chưa tin lắm, mấy lần cứ nhìn xuống dòng nước đen ngòm mà kinh ngạc và tiếc nuối. Mấy ngày trôi qua, Hiểu Linh không nhận được bất kỳ tin tức nào của Kiều Thi Nhã. Đoán chừng có chuyện xảy ra rồi. Nhưng mà cô chưa kịp phản ứng thì đã nhận tin ba cô Đỗ Kính Nghiệp bị đột quỵ, phải cấp cứu trong bệnh viện. Cô vội vàng vào trong viện. Lúc này Lục Thiếu Quân cũng đi tới. Anh khẩn trương nói. Anh nghe nói. Hiểu Linh chỉ gật đầu, không nói gì với anh. Ba cô đang ở trong phòng cấp cứu, Vạn Như Ngọc không thấy đâu. Cô vội vàng gọi cho Ninh Tiểu Sảnh. Ninh Tiểu Sảnh đang ở bên ngoài mua đồ ăn, vừa nhận tin thì vội vàng mang đồ ăn đi. Tiểu Sảnh bất chợt nghe giọng nói có ai đó. Cậu Trịnh, Hà quản gia đang chờ ở bên trên. Tiểu Sảnh giật mình qua tấm gương của quầy đồ ăn. Tiểu Sảnh phát hiện ra người đàn anh trong ngành của cô, Trịnh Nguyên Hưng, đang bước lên trên lầu. Cô ơi,
đồ ăn của cô này. Tiểu Sảnh giật mình nghe lời phục vụ cầm túi đồ, nhưng mà thay vì ra xe thì lặng lẽ đi về phía căn phòng nơi mà Trịnh Nguyên Hưng vừa đi vào. Ninh Tiểu Sảnh gần như là nín thở, không dám tin rằng Trịnh Nguyên Hưng lại qua lại với quản gia Hà Tư Sinh. Trong phòng lúc này, Trịnh Nguyên Hưng cau mày. Ông có chuyện gì thì nói nhanh lên. Cậu Trịnh, cậu xem chuyện của chúng tôi liệu có thể nào gỡ gạc được không? Quản gia Hà vừa nói vừa đưa vào tay của Trịnh Nguyên Hưng một cái túi lớn, đoán chừng đây là tiền bịt miệng. Qua lỗ nhỏ tí xíu bên ngoài, Ninh Tiểu Sảnh nín thở nhìn theo. Thì ông cũng biết, không phải là tôi không muốn che, mà bây giờ thời điểm rất nhạy cảm, Lục Thiếu Quân đã nhúng tay vào rồi. Những kẻ dưới của chúng tôi hỗ trợ các người giải quyết bất lợi vốn đang bị truy đuổi. Nếu bọn chúng bị bắt thì tôi khó lòng mà thoát. Các người cứ tạm ra nước ngoài một thời gian, đợi khi nào bộ máy chính trị ổn định, mọi chuyện bớt lộn xộn rồi về đây. Ninh Tiểu Sảnh run bần bật, quá bất ngờ. Trịnh Nguyên Hưng vốn là người đàn anh mà cô kính ngưỡng, cô không nghĩ rằng anh ta lại là người đứng sau bao che tội ác của Vạn Như Ngọc. Vậy tôi phải đi ngay sao? Lúc này vẫn chưa ai phát hiện ra điều gì cơ mà. Hà Tư Sinh tò mò hỏi. Nếu ông và Vạn Như Ngọc không ngửi thấy mùi nguy hiểm thì sẽ đến đây rót tiền cho tôi sao? Tôi nói rồi, tôi không thể nào bịt được miệng bất kỳ cái gì trong thời gian nhạy cảm như thế này. Thế cho nên tạm thời cứ lánh sang nước S. Nếu thế lực bên tôi củng cố lại thì trở về phát triển rực rỡ. Còn nếu chẳng may rớt đài, cả hai người cũng không phải là đã an toàn ở bên nước S rồi sao? Chị Nguyên Hưng thuyết phục Hà Tư Sinh và Vạn Như Ngọc rồi đi, để đảm bảo lúc này cuộc bầu cử của những thế lực đằng sau hắn ta không bị ảnh hưởng gì cả. Quản gia Hà nheo mắt nói. Vậy được rồi, cậu ở bên này giúp đỡ chúng tôi nhé. Rút hết tiền của Đỗ Thị đi, dù sao thì cổ phần cũng không thể nào mang tên các người. Vốn đã có rồi, bên đó trao đảo là việc của Đỗ Kính Nghiệp, Đỗ Sơn Hải và Đỗ Hiểu Linh. Ở phía bên ngoài, Ninh Tiểu Sảnh nghe không sót một chữ nào. Cô hận bản thân mình không ghi âm lại. Bất ngờ lúc này cô lễ tân của nhà hàng đi đến rồi lên tiếng. Cô gái, cô làm gì ở đây thế? Ninh Tiểu Sảnh giật mình quay đầu lắp bắp. Tôi bị chuột rút, cô xíu tôi có được không? Cảm ơn cô. Cô sợ bị phát hiện, giả vờ lấy lý do rồi rời đi. Ban đêm, Đỗ Hiểu Linh đang ngồi trong phòng cấp cứu của Đỗ Kính Nghiệp. Ông đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa dễ dàng để tỉnh dậy. Hiểu Linh tự trách chính mình vì đã chủ quan, nghĩ rằng Kiều Thi Nhã có thể bảo vệ được cho ba cô trong thời gian cô thu thập chứng cứ. Lục Thiếu Quân bước vào, mang theo bát canh bổ, đặt trên khay rồi đi tới khuyên bảo. Em nghỉ ngơi đi, ăn chút gì đó đi. Hiểu Linh nhíu mày thở dài, vốn muốn bỏ qua thì Lục Thiếu Quân lại nói thêm. Chiều tối nay, Vạn Như Ngọc và Hà Tư Sinh đã đến nước S, nói là bàn bạc hợp đồng làm ăn. Quyền hành trong tập đoàn, tạm thời Đỗ Sơn Hải là người lên nắm giữ. Ông ta đang rất vui, cơ bản cũng không biết nội tình chính xác của Đỗ Thị, chỉ còn cái vỏ rỗng. Đoán chừng chỉ mấy hôm nữa thôi sẽ vỡ lở tất cả. Em không ăn gì lúc này thì làm sao mà có sức trèo chống Đỗ Thị chứ? Hiểu Linh liếc mắt sang nhìn anh, không thể nào không công nhận lời anh nói là đúng. Cô tính toán trước sau, vẫn không ngờ mình còn chưa tìm được chứng cứ, đối phương đã chuồn đi mất một cách êm đẹp. Cô mệt mỏi cầm bát canh nhẹ nhàng uống hết. Bây giờ người đã đi rồi mà không có được chứng cứ, hai người đó rút ruột công trình. Anh biết em dùng Kiều Thi Nhã và Trương Duy Khiêm, nhưng Thi Nhã mất tích rồi, Duy Khiêm ở bên nước S tìm Tuyết Kỳ, em chỉ có thể dựa vào anh thôi. Anh lên tiếng, cảm thấy bản thân mình tranh thủ chiếm lợi thật là hèn hạ, nhưng mà không hiểu sao trong lòng anh lại thấp thỏm lo âu. Anh sợ mất cô, nếu không ra mặt lúc này thì còn lúc nào cơ chứ? Cô đặt bát canh xuống, giọng nói của cô rất lạnh. Anh đừng mơ. Anh kinh động nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt cô rất bình thản.
Tự dưng anh cảm thấy đau lòng, thật sự là rất đau lòng. Cô biết cô cũng không hề có hứng thú với tình yêu nam nữ. Nếu như lấy một người mình không yêu, lợi dụng họ, thì cô thà lợi dụng kẻ thù của mình. Nhưng cô vẫn sợ bản thân không phải là đối thủ của Lục Thiếu Quân. Cô lần nữa đối diện với cái lồng hào môn của Lục gia. Cô biết thời điểm này người có năng lực để mà vực lại Đỗ Thị cho cô, giúp cô hạ đường Vạn Như Ngọc cũng chỉ có Lục Thiếu Quân. Mấy ngày sau, mặc dù Hiểu Linh đã phong tỏa tin tức ba cô bị bệnh, bất tỉnh ở trong bệnh viện, cùng với đó chuyện Vạn Như Ngọc biển thủ công quỹ trốn ra nước ngoài, nhưng mà không biết bằng cách nào đó, tin tức này đã bị nhà báo phát hiện, cổ phiếu của Đỗ gia sụt giảm nghiêm trọng. Hiểu Linh, thời điểm này em nên trở về, dùng quyền thừa kế của mình để phát triển Đỗ Thị đi. Lăng Tuấn Dương nói với cô. Lăng Hạo Triết ngồi bên cạnh cũng gật đầu ủng hộ cô. Đúng đấy, những gì ta biết ta đều đã dạy cho cháu rồi. Quản lý vẫn cần nhất là thực chiến, có kinh nghiệm. Cháu nên trở về Đỗ Thị bắt đầu kinh doanh, có gì cần giúp đỡ thì ta sẽ giúp đỡ cháu. Hiểu Linh vâng dạ. Cô là người sáng suốt thông minh, nhưng mà thương trường hiểm ác, nhân tài như nấm mọc sau mưa. Cô không thể nào nói trở về chống đỡ là có thể chống đỡ được vững vàng ngay. Hiểu Linh rời khỏi Lăng gia, Lăng Tuấn Dương cũng đến bệnh viện tiện đường đưa cô đi. Khi mà hai người vừa ra khỏi thì Trần Du Lan cũng đến. Mặc Kiều Vi cất tiếng nói: Cô Trần, cậu Lăng không có nhà đâu thưa cô. Không biết có phải Mặc Kiều Vi nhiều năm nay chứng kiến Trần Du Lan tìm mọi cách quyến rũ cậu chủ Lăng của mình hay không, và nhìn thấu bản chất của cô ta. Mà Mặc Kiều Vi vừa nhìn thấy Trần Du Lan đã đuổi người rồi. Trần Du Lan liếc mắt nhìn Mặc Kiều Vi rồi khinh khỉnh lên tiếng. Người không biết lại tưởng cô có ý gì với Tuấn Dương, cho nên ghen ghét phụ nữ xung quanh anh ấy đấy. Mặc Kiều Vi thoáng dao động, nhưng mà miệng lưỡi của cô ấy trước giờ có chịu thua ai đâu. Việc của tôi vốn không cần cô Trần phải bận tâm, nhưng việc của cậu chủ nhà tôi thì tôi có nghĩa vụ phải bận tâm. Thế cho nên cô Trần nếu không ngoan thì đừng ở đây tỏ vẻ như mình sắp leo lên làm thiếu phu nhân vậy. Nếu cô Trần có bản lĩnh này thì cũng không cần phải tốn công sức biến mình thành cái đuôi dài lẽo đẽo nửa vòng trái đất đến đây với cậu chủ của chúng tôi. Giọng nói của Mặc Kiều Vi cực kỳ bình thản, nhưng mà ý mỉa mai thì rõ mồn một. Trần Du Lan tức giận, hai vành tai ửng đỏ, cô ta đưa tay lên định tát Mặc Kiều Vi. Đúng lúc này Lăng Hạo Triết lên tiếng ở trên hành lang. Du Lan đấy à, đến khi nào thế cháu? Trần Du Lan vội vàng thu tay, khuôn mặt khôi phục sự ngây thơ trong sáng vô hại, giống như con cún con. Cô ta nhẹ nhàng bước đến bên cạnh bác Lăng. Dạ cháu chào bác, hôm nay cháu qua thăm bác thôi. Nghe nói dạo này bác mua được đồi chè, chè ở đó xanh tươi lắm, có đúng không ạ? Lăng Hạo Triết xưa nay rất thích người khác nói về chuyện những lá chè, nên nghe Trần Du Lan nói thì cười khà khà. Cái con bé này sao mà lúc nào cũng làm cho người ta yêu thích thế. Nào nào, mau lại đây, bác xem đi nước ngoài về có khác gì không. Cô ta cười vui vẻ, bộ dáng vô hại ngây thơ. Mặc Kiều Vi không nhịn được bĩu môi, cúi mặt làm động tác buồn nôn. Bóng dáng của Trần Du Lan bước vào trong nhà thì Mặc Kiều Vi cũng rời đi ngay lập tức. Trong phòng trà, Lăng Hạo Triết chậm chậm đun nước, sau đó pha trà, hỏi Trần Du Lan: Dạo này cháu và Tuấn Dương thế nào rồi? Thấy Trần Du Lan im lặng thì Lăng Hạo Triết lại nói: Sao thế? Sao không trả lời bác? Ông rót ra một chén trà. Dạ cháu thật tình cũng rất cố gắng, nhưng mà anh Tuấn Dương lại một lòng hướng đến Đỗ Hiểu Linh, cháu không còn cách nào khác. Sao lại có Đỗ Hiểu Linh ở đây rồi? Cháu có nhầm lẫn gì không? Lăng Tuấn Dương chẳng qua chỉ coi con bé là em gái thôi. Con bé đáng thương cho nên nó sang tay giúp đỡ thôi mà. Dạ lúc đầu đúng là anh ấy như vậy đấy, nhưng mà Hiểu Linh
Cháu không phải là muốn nói không tốt về cô ấy đâu. Có điều đứng trước một cô gái đáng thương, luôn dùng hoàn cảnh của mình để đổi lấy cảm thông của anh Tuấn Dương, thì làm sao có thể anh ấy không mủi lòng cơ ạ? Bác cũng biết anh ấy là người tốt mà, cho nên anh ấy... Cô ta vừa nói vừa rơi nước mắt, vô cùng tủi thân. Bộ dáng này của cô ta khiến cho người ta phải thương cảm. Lăng Hạo Chiết tâm tình phức tạp, tự dưng nghĩ đến con trai mình bị một người phụ nữ lợi dụng, cầu dẫn thì không thể nào vui nổi. Thời gian này, thông tin Đỗ Thị rơi vào trong khủng hoảng lan tràn trên mặt báo. Đỗ Sơn Hải là người đứng lên chèo chống tập đoàn qua cơn sóng dữ, nhưng mà cũng không thể nào có biện pháp tối ưu bù đắp toàn bộ vốn đã bị rút sạch. 10 giờ sáng tại Đỗ Thị, cuộc họp cổ đông diễn ra. Ở trong phòng, những cổ đông đang vô cùng gay gắt đòi quyền lợi. Đỗ Sơn Hải tái mặt lên tiếng: "Các vị cứ bình tĩnh. Vạn Như Ngọc ra nước ngoài, tôi thật sự không biết bà ta đã ôm hết tiền của dự án và tiền vốn rồi đi, thế cho nên không báo án. Trọng trách này là do tôi xin nhận. Bây giờ bên cảnh sát đã lập án rồi, bà ta rất nhanh sẽ bị bắt lại, lúc đó tiền sẽ trở về." Còn đang tranh cãi dữ dội giữa các cổ đông thì cánh cửa bật mở ra. Từ đằng sau, Hiểu Linh xuất hiện, cả người mặc bộ vest quy chuẩn trông sang trọng lịch thiệp. Theo sau là Trương Duy Khiêm vừa từ nước ngoài trở về. "Các vị, xin yên lặng một chút." Trương Duy Khiêm lên tiếng: "Chào các vị, tôi là Đỗ Hiểu Linh, là con gái của Chủ tịch Đỗ. Cha tôi đang nằm trong bệnh viện. Trên di chúc của ông cố nội có viết rõ ràng về trách nhiệm của tôi với gia đình Đỗ gia. Vì vậy, hôm nay tôi đến đây muốn cùng mọi người vượt qua cơn hoạn nạn trong tập đoàn, mong mọi người giúp đỡ. Tôi xuất hiện đột ngột ở đây khiến cho mọi người đều khó lòng tin tưởng. Bây giờ tôi đang bàn hợp đồng với Lăng gia. Nếu hợp đồng cung ứng trà này mà được ký thì chúng ta không cần phải lo chỗ vốn kia và lợi nhuận của 2 năm tới. Đây là hợp đồng, mọi người có thể xem qua." Cuộc họp kết thúc, Hiểu Linh ở trong phòng làm việc. Mấy hôm nay vì bận rộn là vì chuyện ban nằm viện, cho nên Tiểu Thành tạm thời được đón về chỗ của Lục Thiếu Quân chăm sóc. Cô muốn gọi cho con để nói chuyện thì đúng lúc này tiếng gọi từ ngoài cửa truyền tới. "Mẹ ơi!" Cô nhìn ra Tiểu Thành nhỏ nhắn với gương mặt hồng hào chạy đến ôm lấy cổ cô. Tiểu Thành khoe với mẹ: "Con nhớ mẹ quá, hôm nay ba cho con vào thăm ông ngoại đấy ạ." Lục Thiếu Quân từ bên ngoài đi vào, xách theo giỏ đồ, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. "Buông tay mẹ ra đi con. Con làm như vậy mẹ không thở được đấy, Tiểu Thành." Tiểu Thành nghe ba nói như vậy thì có chút mất hứng, nhưng vẫn buông mẹ ra. Hiểu Linh nhìn anh cũng không thêm thiện cảm. Sau câu nói đó, cô nhớ bản thân mình vẫn nợ anh một câu trả lời. Cô trực tiếp hỏi: "Anh đến đây để nghe câu trả lời sao?" Anh nhìn cô một lát, chưa kịp nói gì thì có tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Thành háo hức chạy ra: "Để con mở cửa cho." Vừa ra đến cửa, nó đã reo lên: "Bác sĩ Lăng." Vừa nghe thấy cái tên Lăng Tuấn Dương thì mặt của Lục Thiếu Quân lập tức nhăn lại thành bộ dáng khó coi, đầu lạnh nhói lên mấy cái. Anh hậm hực lên tiếng: "Nửa đêm cậu đến đây để làm gì chứ?" Lăng Tuấn Dương không thèm trả lời, trực tiếp đi đến chỗ của Hiểu Linh đưa cho cô túi đồ: "Mua cho em đấy, mấy hôm nay thấy em mất ngủ, em dùng thử xem." Lục Thiếu Quân liếc mắt nhìn, trên tay cô là một túi mỹ phẩm. Anh lập tức nhào tới giật túi mỹ phẩm trên tay cô rồi ấm ức lên tiếng: "Muốn bác sĩ Lăng mang về tặng cho người khác, đồ của mẹ Tiểu Thành, ba Tiểu Thành mua cho là đủ rồi, không cần phiền đến người khác như vậy đâu." "Lục Thiếu Quân, anh đừng ấu trĩ như vậy có được không? Mối quan hệ của anh và Hiểu Linh như thế nào, anh là người rõ ràng hơn ai hết, tại sao anh cứ phải miễn cưỡng cô ấy chứ?" Lăng Tuấn Dương giọng nói có phần tức giận. Lục Thiếu Quân nhìn Lăng Tuấn Dương vẻ mặt vô cùng chán ghét: "Cho dù mối quan hệ thế nào thì cũng là chuyện riêng của tôi và cô ấy. Cậu và cô ấy có liên quan gì đến nhau mà can thiệp cơ chứ?" Lăng Tuấn Dương bị hỏi đúng chỗ khó, tự dưng không biết nói gì.
hít một hơi thật sâu, cuối cùng lên tiếng. Tôi thích cô ấy. Nói chính xác hơn, tôi yêu cô ấy. Nói xong câu này, Lăng Tuấn Dương bất ngờ quay ra nói với Hiểu Linh, còn chưa hết bàng hoàng và sửng sốt. Anh yêu em, Hiểu Linh. Anh thật sự yêu em. Anh biết bản thân mình nói ra lời này đường đột, nhưng mà đã chót nói rồi thì anh cũng không thể nào giấu giếm thêm nữa. Nếu như em đồng ý thì chúng ta có thể ngay lập tức kết hôn với nhau. Hiểu Linh hoàn toàn không nghĩ đến Lăng Tuấn Dương lại bày tỏ tình cảm của mình trong trường hợp như vậy. Lục Thiếu Quân nhìn cảnh này thì giận đến run người, máu nóng chảy đầy trong huyết quản. Tiểu Thành nhận thấy ba mình sắp nổi điên, lập tức nắm lấy tay của Lục Thiếu Quân. Ba, chúng ta ra ngoài nhé. Anh cực kỳ phẫn nộ nhìn con trai, cơn đau đầu ập tới. Anh đưa tay còn lại lên đầu, mặt mày nhăn nhó, quai hàm cứng lại, y như đang cố gắng kìm nén. Tiểu Thành có thể nhận ra điều bất thường. Ba, ba sao thế? Hiểu Linh cũng quay lại phía của Lục Thiếu Quân. Cô thấy anh đang đau đầu, nhưng nghĩ anh đang bày trò nên chán ghét thở dài. Anh có thể thôi bày trò được không? Còn Lăng Tuấn Dương, nếu như anh đề cập đến chuyện này thì em cũng nói luôn, chúng ta... Hiểu Linh còn chưa nói xong thì có một tiếng rầm vang lên. Lục Thiếu Quân ngã vật xuống sàn, cơn đau khiến cho toàn thân anh co rút, đồng tử giãn ra, trông vô cùng đáng sợ. Ba ơi, ba làm sao thế này? Tiểu Thành lên tiếng gọi. Hiểu Linh cũng bị dọa cho mất mật, nhìn bộ dáng của anh thật sự là vô cùng khiếp sợ. Lăng Tuấn Dương lập tức gọi cấp cứu. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Hiểu Linh ôm theo con trai chạy vào trong bệnh viện, tâm trạng của cô rối loạn. Ngày hôm sau, Lục Thiếu Quân tỉnh dậy trong bệnh viện, thấy Ngụy Tử Việt đang ở đây. Tin tức anh cấp cứu đã được Phạm Bảo Trung xử lý sạch sẽ. Anh ngồi dậy, nhìn quanh rồi không nén được thất vọng. Lục Thiếu Quân cất tiếng nói khi mà Ngụy Tử Việt định nói gì đó. Cậu đừng nói gì hết. Ngụy Tử Việt không còn cách nào khác, thở dài. Vốn dĩ bệnh tình trong thời gian này của cậu chủ đã tiến triển nhờ cô Trần, nhưng mà không hiểu sao lần này phát bệnh lại mạnh mẽ như vậy. Anh không nói gì, chỉ cần anh gặp đả kích, thay đổi rồi nổi điên, anh kiềm chế lại cơn đau đầu. Thay vì nổi điên, anh kiềm chế lại thì cơn đau đầu sẽ đến. Ngược lại, nếu như anh xả tất cả mọi bực tức ra thì lại chẳng có vấn đề gì. Anh hoang mang đến cùng cực. Cậu nói xem, bệnh của tôi có phải là phần con đang lấn át phần người rồi không? Trong một khoảnh khắc, Ngụy Tử Việt nghĩ đến hai từ hóa thú trong đầu, nhưng rồi tự chửi bản thân mình ngớ ngẩn mà gạt đi. Không có đâu, thưa cậu chủ, chẳng qua là cậu gặp đả kích quá lớn thôi. Đây vốn dĩ là tâm bệnh mà. Lục Thiếu Quân không nói gì, nhìn ra bên ngoài cánh cửa đầy mong chờ, nhưng mà người anh mong chờ chẳng thấy đâu cả. Buổi chiều, Trần Du Lan đến thăm Lục Thiếu Quân. Cô ta không đến thăm anh sao, Thiếu Quân? Cô ta ở trong miệng Trần Du Lan chính là Hiểu Linh. Ý nói trong câu nói này đầy bài xích, ganh ghét hiện ra rõ ràng. Lăng Tuấn Dương đã cầu hôn cô ấy rồi. Giọng nói của Lục Thiếu Quân đầy thất vọng. Anh nói gì cơ? Đó là việc của họ mà, chỉ cần Hiểu Linh vui là được rồi. Cái gì cơ? Cô ta không xứng đáng. Đối với anh hay cả Lăng Tuấn Dương, cô ta đều không xứng đáng. Cả hai người bị làm sao vậy chứ? Trần Du Lan không thể nào kiềm chế được cảm xúc ganh ghét đố kỵ. Gương mặt ngây thơ thuần khiết hàng ngày cũng đã không còn nữa. Cô ta đứng dậy vội vàng đi ra ngoài. Anh nghỉ đi, em còn có việc. Cô ta rời khỏi bệnh viện đa khoa Giang Thành, thay vì về nhà thì đến thẳng Lăng gia. Mặc Kiều Vi vừa nhìn thấy cô ta thì vội vàng ngăn cản. Cô chủ, ông chủ tôi và cậu chủ tôi đang có chuyện nhà nên không tiện tiếp khách đâu. Chuyện nhà là chuyện gì? Là chuyện Tuấn Dương muốn cưới Đỗ Hiểu Linh có đúng không? Đừng ngăn cản tôi, nếu không thì anh ấy khiến cho bác Lăng tức giận, cô không thể nào gánh được hậu quả đâu. Ở trong nhà,
Lăng Tuấn Dương đang quỳ ở dưới sàn. Lăng Hạo Chiết cực kỳ tức giận gầm lên: "Con làm sao thế Tuấn Dương? Làm sao mà con có thể chọn cưới Đỗ Hiểu Linh cơ chứ?" "Ba, cô ấy là cô gái tốt, không phải ba cũng rất thích và yêu quý cô ấy sao?" "Là mắt ta mờ, không thấy được hồ ly tinh vào trong nhà. Còn đường đường là cậu chủ của Lăng gia danh giá, là một bác sĩ nổi tiếng, xung quanh con có bao nhiêu tiểu thư hào môn thế gia, con bé không xứng đáng. Con bé từng là nô lệ ở trên giường của Lục Thiếu Quân, còn sinh con cho nó. Cho dù con bé thực sự bị ép buộc đi chăng nữa thì cũng không có đủ tư cách làm con dâu Lăng gia. Đúng là ta đã từng rất yêu thương con bé, nhưng hôm nay ta nhìn thấu, hóa ra nó không đơn thuần như vậy. Nó có thể ở sau lưng ta mà câu dẫn con, khiến con mở mắt." "Ba quá đáng rồi đấy. Cô ấy không phải là người như vậy. Là con yêu cô ấy, con muốn nhất định cưới cô ấy. Ba không thể nào đổ tội cho cô ấy một cách phiến diện như vậy. Con vì một người phụ nữ ở bên ngoài mà về đây trách cứ ta sao? Con làm cho ta quá thất vọng rồi đấy." "Ba, chính ba cũng làm cho con thất vọng." "Được rồi, nếu như con cứ tiếp tục muốn như vậy thì ta coi như không có đứa con là con nữa." Trần Du Lan lúc này đã xông vào, vội vàng lên tiếng: "Bác Lăng, bác đừng tức giận." Lăng Tuấn Dương liếc nhìn Trần Du Lan, trong lòng vỡ lẽ: "Ba, ai là hồ ly thì sẽ có ngày ba biết thôi. Con thừa nhận con yêu Hiểu Linh, con là vì cô ấy hôm nay to tiếng với ba. Nhưng con cũng nói luôn cho ba biết, cô ấy chưa bao giờ có ý câu dẫn con. Tất cả mọi chuyện là do con tình nguyện. Ngày hôm nay ba không nhận con là con trai, nhưng đối với con thì ba vẫn là ba của con, là người sinh ra con, nuôi con trưởng thành. Hiểu Linh đã cự tuyệt con rồi, nhưng con không bao giờ từ bỏ. Thế thôi." "Cút đi, đồ nghiệt chủng, đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày nữa, Lăng Tuấn Dương." Lăng Tuấn Dương trước khi rời đi thì dặn dò Mạc Kiều Vi: "Chăm sóc cho ba tôi thật tốt." Mạc Kiều Vi còn chưa kịp nói gì, anh đã lên xe rời khỏi biệt thự của Lăng gia. Trần Du Lan đuổi theo, nhưng anh đi quá nhanh, cô ta không thể nào đuổi được, vô cùng ấm ức. Cô ta chạy vào để trấn an Lăng Hạo Chiết thêm một lúc, rồi cũng đến thẳng nhà của Hiểu Linh. "Mau ra đây, Đỗ Hiểu Linh, tôi cần nói chuyện với cô." Trời đã muộn, Tiểu Thành còn đang ngủ, nghe tiếng gọi cửa. Hiểu Linh thấy không vui, cô tỉnh dậy ra ngoài. "Cô làm ơn nói nhỏ thôi, con trai tôi còn đang ngủ." Trần Du Lan liếc mắt một cái nhìn vào bên trong, nhận thấy quả thật là Tiểu Thành còn đang ngủ. Cô ta có chút rén rén. Đứa bé này trong mắt cô ta rất tinh quái, cô ta không muốn có thêm rắc rối đâu. "Tôi cần nói chuyện với cô." "Cô vào trong đi, nói nhỏ thôi, con trai tôi còn đang ngủ." "Tôi không nghĩ loại người như cô lại có thể mưu mô như vậy đấy. Nhờ phúc của cô mà bây giờ Lăng Tuấn Dương và ba anh ấy bất hòa với nhau rồi. Anh ấy bỏ đi rồi, bác Lăng thì đau lòng từ mặt con trai rồi." Hiểu Linh nghe thấy như vậy mà trong lòng phiền muộn. Thông tin này cô đã nghe từ Mạc Kiều Vi cách đây không lâu, vốn định sáng mai đến Lăng gia nói chuyện cho rõ ràng, không ngờ Trần Du Lan lại đến đây trước. "Dù sao thì đó cũng là việc của tôi và Lăng gia, cơ bản không liên quan gì đến cô cả, cô Trần. Mặc kệ cô thế nào, tôi vẫn là con dâu mà bác Lăng muốn cưới cho Tuấn Dương. Còn cô nên biết điều một chút, dù là Tuấn Dương hay Thiếu Quân thì cô cũng đừng bao giờ mơ tưởng." "Tôi chưa bao giờ mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Ngược lại là cô đấy, cô Trần. Giấc mơ của cô đã mơ mười mấy năm rồi, không phải cũng đến lúc cô tỉnh giấc rồi sao?" "Mồm miệng cô lợi hại thật đấy. Nhưng mà tôi có lòng nhắc nhở cô, cô nên biết người biết ta. Nếu không đến lúc mất mạng còn không biết tại sao mình mất mạng." "Nếu như cô Trần đến đây chỉ để nói với tôi những chuyện vô vị thế này thì mời cô về cho. Chuyện của tôi tự giải quyết." Nói xong cô đứng hẳn dậy, mở cửa tiễn khách. Trần Du Lan không biết làm gì hơn, tức giận xách túi rời đi, không quên chỉ mặt của cô nói thêm một câu:
Cô đừng vội đắc ý, Đỗ Hiểu Linh. Hiểu Linh không bận tâm, đóng cửa, trở về giường ôm con trai ngủ. Những lời Trần Du Lan nói vốn dĩ cô để ngoài tai, nhưng việc của Tuấn Dương và Lăng Hạo Chiết là cô có lỗi. Việc này cô cũng biết nó vô cùng ảnh hưởng đến sự hợp tác của Lăng Gia và Đỗ Thị. Hiểu Linh cũng đang đau đầu tìm biện pháp xử lý. Ngày hôm sau, cô đến Lăng Gia từ sớm, nhưng mà thay vì có cuộc nói chuyện tử tế, Lăng Hạo Chiết lại đóng cửa không tiếp. Cô trở về nhà với tâm trạng khá tệ. Cô không nghĩ rằng chính mình lại thành nguyên nhân để phá vỡ những mối quan hệ tốt đẹp, nhất là mối quan hệ ba con của Tuấn Dương. Vừa về đến nhà, Lục Thiếu Quân đã chờ cô sẵn. Sau khi mà anh bị cấp cứu đi viện, cô cũng không thèm hỏi thăm anh. Giọng nói đầy mệt mỏi của người đàn ông vang lên. Về rồi đấy à? Cô bước tới mở cửa. Tiểu Thành đã đi học, cho nên căn nhà lúc này chỉ còn có hai người. Tiểu Thành đi học rồi, anh đến đây có việc gì không? Giọng nói của cô cũng rất mệt mỏi. Cô không muốn nói bất kỳ chuyện gì vào lúc này. Anh nhìn cô cảm thấy đau lòng. Cô không quan tâm khi mà anh ở trong viện sao? Thậm chí bây giờ anh chủ động đến gặp cô cũng không muốn nói chuyện với anh, huống chi là lời hỏi thăm. Anh thật sự nhớ người phụ nữ hôm nào chỉ vì một vết bỏng trên tay mà lo lắng, bất an. Anh nhớ hình ảnh cô ngồi trên khung cửa sổ chờ anh về trước đây. Tất cả sai lầm đúng là đều phải trả giá. Không thể nào quay lại ngày tháng trước kia, cho dù anh đã cố gắng để mà bù đắp. Anh chỉ muốn xem em có ổn hay không thôi. Chuyện hợp tác với Lăng Gia, có vẻ mọi chuyện xảy ra rất đúng với ý của anh. Hợp tác đã tan vỡ rồi. Nếu như em cần thì anh giúp đỡ. Không có sự đồng ý của em, anh không dám tự tung tự tác. Tôi tưởng anh sẽ dùng việc này gây sức ép với tôi. Sao? Hôm nay đổi bài không nổi nóng nữa mà quay sang làm người tử tế rồi à? Anh biết rất khó để mà trong thời gian ngắn em thay đổi những suy nghĩ về anh. Nhưng Đỗ Thị, nếu ở trong tay Đỗ Hải Sơn thì sớm muộn gì cũng bị phá hủy. Em có thể thấy ngành thực phẩm đồ uống là ngành thiết yếu, nhưng mà cạnh tranh cực kỳ cao. Cái giữ khách hàng ở lại là chất lượng, lợi nhuận trước mắt không phải là hướng đi lâu dài. Mặc dù rất ghét người đàn ông này, cô cũng không tin tưởng anh là người tốt bụng muốn giúp đỡ cô chân thành. Thế nhưng mà cô cũng không thể nào phủ nhận anh nói rất đúng. Đỗ Sơn Hải đang dẫn dắt tập đoàn theo hướng lợi nhuận trước mắt mà quên đi việc tạo uy tín cho thương hiệu. Trong lúc cô và Lục Thiếu Quân còn đang nói chuyện thì điện thoại của cô vang lên tiếng chuông. Cô cầm lấy là tin nhắn của Trương Duy Khiêm. Vừa đọc xong thì cô lập tức cau mày. Lục Thiếu Quân có thể nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của cô. Có chuyện gì thế? Hiểu Linh không đáp. Cô ngồi xuống ghế trầm tư suy nghĩ. Thời gian chậm chậm trôi qua, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn ngồi đối diện mà không làm phiền một chút nào đến suy nghĩ của cô. Hơn một tiếng sau đó, Hiểu Linh dường như đã nghĩ xong xuôi, quay về phía của anh lên tiếng. Tôi sẽ kết hôn với anh. Sao cơ? Lục Thiếu Quân có phần kích động. Anh hoàn toàn không tin những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng mà Hiểu Linh bỏ qua tất cả những điều đó, cô nghiêm túc lên tiếng. Về việc ly hôn của anh và Đỗ Tuyết Kỳ, đã giải quyết xong xuôi chưa? Đã đơn phương chấm dứt vào mấy tháng trước, tòa án cũng phán quyết rồi. Nếu như em sợ dư luận thì anh có thể cho công khai toàn bộ tội trạng của cô ta. Lục Thiếu Quân nói với cô, ánh mắt nhìn cô vô cùng ấm áp, vô cùng kiên định. Hiểu Linh nhìn sâu vào đôi mắt đó, trong lòng có chút trào phúng. Những lời anh vừa nói nghe thì rất hay, rất tốt cho cô, nhưng mà cô lại thấy sự tuyệt tình của anh dành cho Đỗ Tuyết Kỳ. Xét trên khía cạnh nào đó thì Hiểu Linh thấy Tuyết Kỳ cũng rất đáng thương. Cô tự dưng đặt câu hỏi vào lúc mà anh không ngờ nhất. Anh không có một chút thương xót nào dành cho cô ta sao? Anh định nói gì đó, nhưng mà nhìn ánh mắt cô, anh cũng hiểu. Một khi mà đối phương đã có định kiến về mình, thì cho dù mình nói cái gì, cô cũng sẽ hiểu sai, cho rằng anh là kẻ cặn bã, bội bạc,
Thế cho nên anh không giải thích nữa. Tôi không biết mục đích anh muốn cưới tôi là vì sao. Tôi sẽ tạm cho rằng anh làm như vậy là vì Tiểu Thành, sợ con trai sẽ bị người phụ nữ khác ám toán. Nhưng kết hôn lần này, tôi là vì lợi ích của Đỗ Thị, cũng là vì con trai tôi. Anh cũng có mục đích của riêng mình. Thế cho nên có những chuyện nên nói cho rõ ràng ngay từ đầu. Em có yêu cầu gì thì cứ nói đi. Tôi cần anh cung cấp mọi thông tin anh biết về chú Đức, một chữ cũng không giấu giếm. Đây là yêu cầu đầu tiên. Yêu cầu thứ hai, chúng ta chỉ có mối quan hệ hôn nhân trên giấy tờ, ngoài ra không có bất kỳ ràng buộc nào khác. Tôi cũng không trở về Châu Giang Đế Cảnh để sinh sống. Thứ ba, anh phải ký giấy từ bỏ sở hữu tài sản từ Đỗ Thị, vốn thuộc lợi ích của cuộc hôn nhân này. Lục Thiếu Quân lắng nghe không sót một chữ. Anh không mất đến một giây để suy nghĩ, lập tức đồng ý ngay. Được rồi, tất cả sẽ nghe theo em. Hiểu Linh thoáng kinh động trong lòng. Cô không nghĩ rằng đối phương lại có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này đến như vậy. Nhưng rồi rất nhanh cô lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Suy cho cùng, Lục Thị là tập đoàn lớn, Lục Thiếu Quân cũng không nhất thiết phải tính toán một chút tài sản của Đỗ Thị làm gì. Anh chậm chậm nói thêm, anh sẽ giúp em trả thù Vạn Như Ngọc, chuyện này em cứ giao cho anh. Hiểu Linh lạnh lùng đáp, thù của tôi tự mình trả là được rồi, không mượn anh phải nhúng tay vào. Mấy ngày sau, tại Trần gia, Trần Du Lan phiền muộn ngồi trong phòng, Vũ Nhược Đồng ở bên cạnh lên tiếng hỏi, chị Du Lan, chị sao thế? Bác sĩ Lăng vẫn không có thông tin gì sao? Đúng vậy, bên phía Đỗ Hiểu Linh cũng không điều tra ra cái gì. Lần này anh ấy giống như bốc hơi hoàn toàn. Em thật sự không ngờ bác sĩ Lăng thật sự có tình cảm với cô Đỗ Hiểu Linh kia. Không thể nào hiểu nổi. Có lẽ nghe chuyện cô ta sắp cưới Lục Thiếu Quân cho nên bị đả kích mới chọn cách bỏ đi như vậy. Em vừa nói gì cơ? Ơ kìa, tin tức lớn như vậy mà chị không biết à? Lục Thiếu Quân thông báo với truyền thông, công khai Đỗ Hiểu Linh là mẹ ruột của Tiểu Thành, còn công khai tội trạng của Đỗ Tuyết Kỳ với báo giới. Đặc biệt nhất đó chính là anh ấy tuyên bố hai người họ tháng sau kết hôn. Bây giờ ở đâu cũng đăng tin tức sốt dẻo này mà. Trần Du Lan phiền muộn mấy ngày, không ngó ngàng gì đến tin tức, không ngờ lại có chuyện lớn. Em có chắc không? Lục Thiếu Quân, anh ấy có muốn giữ cô ta đi chăng nữa thì cũng là vì Tiểu Thành, tuyệt đối không thể nào làm lớn như vậy được. Làm sao mà em có thể không chắc được? Chị lên mạng mà đọc tin tức. Chưa đến một giây, Trần Du Lan đã ôm cái điện thoại lên rồi cuống cuồng xem tin tức. Lục Tổng công bố tin kết hôn với đại tiểu thư chân chính của Đỗ gia, tuyên bố hai người đã có con. Vạch trần bộ mặt thật của Đỗ Tuyết Kỳ, bà mẹ ghẻ ác độc. Ly kỳ cuộc tình tay ba giữa hai cô chủ Đỗ gia và Lục Tổng, cuối cùng thì tình yêu đã chiến thắng. Không thể nào, Lục Thiếu Quân không thể nào hết lòng hết dạ với Đỗ Hiểu Linh như vậy. Trần Du Lan nhất định không chịu tin vào những gì mà mình vừa đọc. Những tin tức sau đó lại càng đả kích cô ta nhiều hơn. Lộ diện nhan sắc phạn người mê của Lục phu nhân. Lục Tổng khẳng định đám cưới thế kỷ được ấn định vào ngày mùng 9 tháng 9, tượng trưng cho tình yêu bền vững qua thời gian. Không thể nào, Lục Thiếu Quân không thể nào yêu cô ta. Tất cả là do mình thôi miên mà thành. Anh ấy cố chấp như vậy là do mình thôi miên anh ấy thôi. Trần Du Lan tức giận ném điện thoại xuống đất, rồi lầm bầm trấn an bản thân. Chị vừa nói gì cơ, chị Du Lan? Chị làm như vậy thật sao? Trời đất ơi, em biết ngay mà. Lục Tổng yêu thương chị như vậy, làm sao có thể vì người phụ nữ khác mà làm những chuyện động trời như vậy. Đám cưới thế kỷ có xảy ra cũng là dành cho chị, chứ không phải là cho Đỗ Hiểu Linh. Nhược Đồng nghe thấy cô ta lầm bầm thì kinh động. Trần Du Lan lúc này sau phút rối trí cũng nguôi ngoai. Bản thân cô ta cũng không hiểu được cô ta có muốn Lăng Tuấn Dương hay không. Nhưng mà khi nghe tin Lục Thiếu Quân kết hôn, cô ta lại cảm thấy cực kỳ không cam lòng, cứ như là mất đi một thứ gì đó đáng giá. Lòng cô ta sôi sục, vô cùng khó chịu. Bây giờ phải làm thế nào đây? Chị à,
Chị không muốn mất Lục Tổng, có đúng không? Cuối cùng thì chị cũng thông suốt mà muốn ở bên cạnh Lục Tổng rồi à? Trần Du Lan nghe xong thì có phần ngơ ngác. Đúng vậy. Thế thì đơn giản, người Lục Tổng yêu là chị mà. Đỗ Hiểu Linh, cô ta chỉ là thế thân. Chỉ cần chị chịu thừa nhận, nói chuyện với Lục Tổng về tất cả hành vi của ngài ấy, lúc này là do chị thôi miên, đồng thời bày tỏ tình cảm của mình, thế em tin rằng Lục Tổng sẽ vui mừng đến phát điên lên đấy chứ. Thật ra suy nghĩ của cô ta trước giờ đều là đem ý kiến chủ quan của Trần Du Lan về tình cảm của Lục Thiếu Quân mà nhận định, không tránh khỏi chủ quan. Thực hư thế nào thì Nhược Đồng đâu có biết. Em nói thật sao? Chắc chắn rồi. Trần Du Lan có vẻ như không mấy tin tưởng những lời Nhược Đồng vừa nói. Cô ta đã hơn một lần nhìn thấy tấm chân tình của Lục Thiếu Quân dành cho Hiểu Linh, trong lòng hoang mang, rối bời. Nhưng có một điều cô ta biết rõ, đó là không thể nào để cho Hiểu Linh dễ dàng có được người đàn ông trước đây đã từng thuộc về mình. Hiểu Linh đến Lục Thị tìm Lục Thiếu Quân. Anh đích thân xuống đại sảnh để đón cô, nhưng mà không ngờ Trần Du Lan lại từ đâu xuất hiện, chạy đến bên cạnh Lục Thiếu Quân. Anh Thiếu Quân. Nghe giọng nói của cô ta, Lục Thiếu Quân có phần bất ngờ. Trong một phút anh không ngờ đến, cô ta lao tới ôm chầm lấy anh. Đúng lúc này thì Hiểu Linh cũng vừa xuống xe. Ngụy Tử Việt đứng đằng sau Lục Thiếu Quân bối rối thay cho chủ nhân. Anh ta vội vàng chạy tới. Lục Thiếu Phu Nhân, cẩn thận bậc thang có chút cao. Hiểu Linh liếc mắt nhìn bậc đá hoa cương của sảnh tập đoàn Lục Thị, không nhịn được mà nhíu mày khó hiểu, bởi vì nó không hề cao, trái lại còn thấp lè tè. Mà Hiểu Linh thì cũng chỉ đi đôi giày có 5 phân mà thôi, không đến nỗi yếu ớt cần phải nhắc nhở. Cô cũng đã nhìn thấy hành động của Trần Du Lan, nhưng mà cô hoàn toàn không bận tâm lấy một chút nào, mặt rừng rưng. Lục Thiếu Quân trực tiếp đẩy Trần Du Lan ra, đưa tay chủ động cầm tay Hiểu Linh đưa cô vào bên trong. Em đây rồi, Hiểu Linh. Trần Du Lan có chút mất hứng, cô ta cố gắng nặn ra nụ cười. Chào cô Hiểu Linh. Chào cô chủ Trần. Hiểu Linh không nói thêm câu nào ngoài lời chào. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, những nhân viên trong Lục Thị cũng đang ở dưới sảnh. Linh Hoài An ở trong quầy lễ tân thấy Hiểu Linh thì lòng kinh động. Mặc dù đã đọc tin tức, nhưng mà cô ấy thật sự không dám tin nhân viên phòng thiết kế trước đây, mục tiêu công kích của tất cả mọi người bây giờ chính là bà chủ của Lục gia. Mọi người có thấy cô Trần và Lục Thiếu Phu Nhân khá giống nhau không? Có âm thanh của nhân viên vang lên. Giang Minh Anh vừa nghe thấy như vậy thì lập tức hiếu kỳ nhìn về phía của mấy người đang đi vào. Công nhận, hai người đó quả thật là giống nhau. Giang Minh Anh lầm bầm nói, trong đầu cô ta lóe lên một suy nghĩ đen tối. Lục Thiếu Quân cố tình đi bên cạnh Hiểu Linh, nhưng mà cô cũng không quá bận tâm đến anh. Anh gần như giống như người tháp tùng cô. Ngược lại Trần Du Lan, cô ta bám dính lấy Lục Thiếu Quân suốt từ sảnh vào đến thang máy, cố tình nói chuyện thật to để cho mọi người thấy cô ta và Lục Thiếu Quân thân thiết thế nào. Em lo anh ăn trưa, cho nên có nấu đồ ăn mà anh thích mang đến. Lâu lắm rồi, từ khi mà em về nước đến giờ mới có dịp vào bếp nấu cho anh. Trước đây anh vẫn luôn thích đồ ăn em nấu mà, Thiếu Quân. Lục Thiếu Quân nghe những lời của Trần Du Lan, vành tai đỏ lên. Du Lan, đó là chuyện của hồi còn bé. Hiểu Linh nấu ăn cũng rất ngon. Anh nhớ cô ấy còn dạy em cơ mà. Ngụy Tử Việt từ đằng sau không nhịn được mà suýt nữa bật cười thành tiếng. Không ngờ sếp của anh lại có thể né thính đỉnh cao như vậy. Lục Thiếu Quân sau đó đã thành công cắt đuôi tất cả mọi người, đưa Hiểu Linh lên sân thượng của Lục Thị. Vừa bước lên trên đó, cô đã thấy cái cổng vòm bằng kính rất lớn, bên trên được trang trí vô cùng tinh xảo bằng những bông hoa tươi. Đây đang là giữa trưa, ánh nắng chiếu xuống giàn hoa trông lấp lánh đẹp mắt. Nếu vào buổi tối mà có đèn đủ màu, không biết đẹp thế nào. Anh làm cái gì thế này? Chúng ta ăn trưa thôi. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống. Trước đây cô mải để ý. Lúc trước cô mải để ý đến cái cổng kính lớn,
Thì lúc này đây, cô mới thấy bàn ăn được trang trí rất thận trọng, tỉ mỉ, món ăn tinh xảo, mùi hương hấp dẫn. Cô chưa bao giờ được đối xử thế này nên trong lòng có chút vui vẻ, chỉ là không thể hiện ra. Lục Thiếu Quân rót từ chiếc bình thủy tinh hai ly nước hoa quả. Chúng ta uống nước hoa quả thay vì rượu vang nhé. Anh biết cô sống lành mạnh, hiếm khi nào uống rượu. Hiểu Linh có chút tán thưởng. Cũng tỉ mỉ đấy. Đại lễ càng lớn thì hố đào càng sâu. Anh định đào mồ chôn chặt tôi, cũng rất là dụng tâm. Có chuyện gì thì anh nói rõ đi, vẽ vời thế này tôi không quen. Há miệng móc quai là chết. Lục Thiếu Quân bật cười. Hiểu Linh đúng là càng ngày càng độc miệng mà. Em đừng áp đặt định kiến của mình lên anh nữa. Chỉ là muốn ăn một bữa cơm mà thôi, không có ý gì cả. Hóa ra tổng tài các anh khi mà chơi bời cũng rất dụng tâm. Tôi nên cảm thấy may mắn hay là cảm thấy sợ hãi đây? Mấy ngày sau đó, Trần Du Lan một mình đi lên hành lang tầng làm việc của Lục Thiếu Quân, nhưng mà chẳng thấy anh đâu. Cô ta có ý muốn vào bên trong chờ, Phạm Bảo Trung đã ngăn cản. Xin lỗi cô Trần, phòng làm việc của Lục Tổng là nơi cất giữ nhiều thông tin quan trọng. Ngoại trừ Lục Thiếu Phu Nhân thì Lục Tổng không cho ai vào trong. Trần Du Lan nghe những lời này thì khó chịu. Lục Thiếu Phu Nhân sao? Anh không biết hay là cố tình chọc tức tôi? Anh ở bên cạnh Lục Tổng nhiều năm như vậy, anh là người rõ nhất trong lòng anh ấy. Chính là có tôi, còn cô ta chẳng qua chỉ là lá chắn mà thôi, anh hiểu chưa? Phạm Bảo Trung có phần bất ngờ. Anh ta chưa từng tiếp xúc riêng với Trần Du Lan. Trước mặt Lục Thiếu Quân, cô ta luôn tỏ ra là một người hiểu chuyện, không ngờ nội tâm cũng vặn vẹo như vậy. Tự dưng đằng sau có tiếng nói châm chọc vang lên. Nói như cô thì lá chắn này chắc là lá chắn nạm kim cương rồi. Trần Du Lan quay người nhìn, trước mặt cô là một người đàn ông mới chỉ thấy qua một lần, trong lòng có phần nghi ngờ nhưng chưa nhận ra. Anh là ai? Phạm Bảo Trung cất tiếng chào. Cậu cả. Trần Du Lan lập tức nhớ ra. Tưởng ai? Hóa ra là Lục Tư Phàm, một kẻ không có nổi một xu cổ phần của Lục Thị sao? Mẹ lại còn phát điên, có đúng không? Lục Tư Phàm không tức giận trước lời miệt thị của Trần Du Lan. Tính cách nhẫn nhịn này của anh cực kỳ giống mẹ mình. Đúng vậy, bởi vì tôi biết cái gì thuộc về mình, cái gì không thuộc về mình có đến tay tôi thì tôi cũng đem trả lại. Trần Du Lan sắc mặt trắng bệch. Phạm Bảo Trung nhân cơ hội này mà được xả nỗi tức giận, bị Trần Du Lan quạt thẳng vào mặt. Anh nói như vậy là có ý gì? Cô Trần đây hống hách với thư ký Phạm, không biết anh ta có trong tay 2% cổ phần Lục Thị sao? Là một cổ đông chân chính, 2% này cũng dư sức đè bẹp Trần gia của cô ra bã rồi. Lục Tư Phàm trong một lời nói lập tức đã vả mặt Trần Du Lan hai cái, rửa nhục cho Phạm Bảo Trung. Cảm ơn cậu cả, nhưng tôi là người của Lục Tổng, mãi mãi là như vậy, không cần xét đến bối cảnh riêng của tôi. Phạm Bảo Trung cúi đầu cảm ơn. Thôi được rồi, thư ký Phạm, anh đi làm việc đi. Lục Tư Phàm rõ ràng là muốn nói chuyện riêng với Trần Du Lan. Anh muốn gì đây? Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô Trần về địa vị của mình. Đừng có ý động chạm đến Hiểu Linh và hạnh phúc của cô ấy. Nếu không thì Thiếu Quân chưa hỏi đến, Tư Phàm tôi đã tính toán xong với cô rồi. Không lẽ anh cũng thích cô ta? Anh cũng yêu cô ta sao? Người với người không nhất thiết phải là thứ tình cảm đó mới có thể bảo vệ nhau. Tôi không tầm thường như vậy. Cô ta có phần chột dạ, chỉ là bản tính hiếu thắng không cho phép cô ta thua. Có những điều là sự thật thì trước sau gì cũng bị phơi bày mà thôi, giống như tình cảm của Lục Thiếu Quân bao năm nay. Về chuyện này, cô Trần biết rõ tại sao Lục Thiếu Quân lại có chấp niệm với cô mà, phải không? Cô là cô bé buông diều sao? Lần này thì Trần Du Lan đứng im không nhúc nhích. Cô ta nhìn Lục Tư Phàm bằng ánh mắt sợ hãi đến tột cùng. Đối phương thì cười mỉa mai vào mặt cô ta rồi vui vẻ rời đi. Chỉ còn lại Trần Du Lan một mình trên hành lang. Cô ta vẫn chưa thể nào thoát khỏi kinh động vừa trải qua.
Chuyện năm xưa là chuyện rất xa rồi, ngay cả Lục Thiếu Quân cũng không thể nào phát hiện. Tại sao Lục Tư Phàm có thể chứ? Bao nhiêu năm nay, cô ta từ một hiểu lầm của Lục Thiếu Quân mà thu được bao nhiêu lợi ích của Lục Thị. Chuyện này cô ta chôn chặt trong lòng. Nó cũng chính là lý do cô ta sợ hãi, không dám tiến xa hơn với Lục Thiếu Quân. Trở thành thứ mà anh không đạt được thì sẽ mơ về. Không thể nào. Cho dù cô bé năm đó không phải là mình, thì bao năm nay Lục Thiếu Quân cũng yêu có một mình. Mình không có gì phải sợ cả. Bỏ lại Trần Du Lan ở đó, Lục Tư Phàm đến phòng làm việc của mình dọn dẹp đồ rồi rời đi. Từ khi mà xảy ra chuyện, hôm nay anh ta mới tới Lục Thị để dọn đồ. Trở về từ Lục Thị, Lục Tư Phàm lái xe vòng quanh, xem như thư giãn một chút. Anh nhìn ra xa, mơ hồ nhận ra Ninh Tiểu Sảnh, đánh tay lái, bám theo đối phương. Ninh Tiểu Sảnh dừng xe trước một khu nghĩa trang, điều này khiến cho anh cực kỳ kinh ngạc. Ninh gia có người mất sao? Không có mà. Sao tự dưng cô ấy lại đến đây làm gì chứ? Bóng dáng của Ninh Tiểu Sảnh biến mất qua những hàng bia mộ nối nhau. Lục Tư Phàm đổ xe cách xe của Ninh Tiểu Sảnh một đoạn khá xa, định xuống xe thì lúc này lại thấy bóng đen đang đi tới, thoát ẩn thoát hiện vị trí xe của Ninh Tiểu Sảnh. Lục Tư Phàm nhận thấy bất thường, sợ phát hiện ra, anh liền tắt máy nhanh chóng. Thật may kính trên xe của anh là loại cao cấp, nên ở bên ngoài nhìn vào không thấy, còn anh ở bên trong nhìn ra ngoài thì rõ mồn một. Tên kia đang làm cái gì vậy chứ? Một lúc sau đó thì tên kia rời đi. Lục Tư Phàm không đuổi theo, anh cầm điện thoại gọi cho Ninh Tiểu Sảnh. Một hồi, hai hồi chuông mà cô không nghe máy, tâm trạng của anh căng như dây đàn. Lục Tư Phàm chắc chắn tên lạ mặt kia không còn làng vàng ở đây nữa, thì mới nhẹ nhàng đi xuống xe, giả vờ như một người bình thường đi thăm mộ. Tự dưng có ai đó ném viên đá vào đầu anh. Anh quay lại nhìn. Là ai? Bốn bề xung quanh im lặng, không có ai. Nghĩa trang vắng lặng vì hôm nay là một ngày rất bình thường. Đúng lúc này Ninh Tiểu Sảnh cũng đi ra từ khu mộ. Cô lục tìm chìa khóa ở trong túi. Anh lập tức phát giác ra đối phương đang cầm chìa khóa xe muốn ấn một cái, thì anh hét to. Thế nhưng đã muộn rồi. Tay của Ninh Tiểu Sảnh đã ấn nút mở khóa xe. Một tiếng bùm đinh tai nhức óc phát ra. Ninh Tiểu Sảnh còn chưa kịp phản ứng, có ai đó đã ôm chầm lấy, đẩy cô nằm ra xa. Toàn thân Ninh Tiểu Sảnh bị bóng đen đè xuống, đất đá và bụi tro phủ kín. Khi mà Ninh Tiểu Sảnh mở mắt, thì người đàn ông đã không nhúc nhích. Ánh mắt của cô kinh hoàng nhìn thấy ô tô của mình bốc cháy nguồn ngụt. Cô vội vàng đỡ lấy người đàn ông vừa cứu mình. Lục Tư Phàm. Cô bất ngờ nhận ra người cứu mình không ngừng lay gọi, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt. Tự dưng lúc này Lục Tư Phàm mở mắt, đưa tay bịt lấy miệng của cô. Cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì có cảm giác như bóng ai đó đang tiến đến. Không nhanh không chậm, Lục Tư Phàm kéo cô dựa vào một cái bia mộ. Lúc này Ninh Tiểu Sảnh đã ý thức rõ ràng bản thân mình bị ám sát. Kẻ đó vẫn còn đang lởn vởn ở đây để đảm bảo là cô đã mất mạng. Mặc dù tai cô vẫn còn có chút ù ù vì vụ nổ, nhưng vẫn cố gắng căng tai ra quan sát động tĩnh. Chết tiệt, tôi để quên điện thoại ở trên xe rồi. Cô muốn rút điện thoại báo về trụ sở nhưng không được. Lục Tư Phàm lấy điện thoại của mình ra. Đây, dùng của tôi đi. Chưa đầy một phút, Ninh Tiểu Sảnh đã truyền được tin đi. Ở bên này, bóng đen cũng đang giáo giết tìm hai người. Tên đó vừa đi vừa chửi thề. Khốn nạn, nếu không phải vì một tên điên lao ra cản đường thì con nhỏ đó đã mất mạng rồi. Lúc này đây, Ninh Tiểu Sảnh và Lục Tư Phàm chưa biết nín thở chờ hắn ta đi qua. Tiểu Sảnh lấy ra từ đằng sau lưng một khẩu súng lên sẵn đạn rồi đưa cho Lục Tư Phàm. Tôi có hai khẩu. Cô khẽ nói. Lục Tư Phàm yên tâm cầm súng. Lần này trước mặt anh, Ninh Tiểu Sảnh khác hoàn toàn với vẻ vui vẻ châm chọc người khác bình thường. Ngược lại khuôn mặt của cô rất lạnh, cũng rất nghiêm túc. Ninh Tiểu Sảnh, là anh đây. Anh đến cứu em. Em có đang ở đó không? Giọng nói của Trịnh Nguyên Hưng vang lên.
Ninh Tiểu Sảnh sợ Lục Tư Phàm mắc bẫy, ngay lập tức xoay người, dùng tay bịt miệng anh, nửa thân trên che kín mặt anh để tìm một điểm sáng ngó ra ngoài. Mà lúc này đây, giọng nói của Trịnh Nguyên Hưng càng ngày càng gần hơn. "Đội chúng ta đến rồi, em đang ở đâu thế, Tiểu Sảnh?" Cô nhíu mày, đôi mắt sáng lên một tia dữ tợn. Cô xoay người rồi tung một cú đá, đá vào Trịnh Nguyên Hưng đang đi đến. Ngay lập tức cú đá của cô đã bị tên đó chặn lại, túm lấy rồi bẻ ngược. "Trịnh Nguyên Hưng, anh quay đầu bây giờ vẫn còn kịp, buông ra đi." "Nói nhiều như vậy làm gì? Cô muốn bắt tôi sao? Đâu có dễ." Trịnh Nguyên Hưng vừa nói vừa khống chế cô. Hắn ta vốn là tinh anh trong ngành cảnh sát, Ninh Tiểu Sảnh không phải là đối thủ. Rồi liên tiếp những cú đánh, cú đá tới tấp, Ninh Tiểu Sảnh tránh né rất nhanh nhẹn. Cái côn lao ra từ phía tay của Trịnh Nguyên Hưng đập vào lưng của cô, bị đau mà cô loạng choạng suýt ngã. Lục Tư Phàm cầm súng xác định phương hướng mà không bắn được. Anh mới bị thương chưa lâu, bây giờ lại bị áp lực bom rồi, tay chân cũng không có lực, không thể nào giúp được gì cho cô. Ninh Tiểu Sảnh phát điên, hét lên một tiếng. "Trịnh Nguyên Hưng, tôi mắt mù, mới từng coi anh là tấm gương." Cô lao người tới, nhảy thẳng lên người của Trịnh Nguyên Hưng, túm hắn ta từ đằng sau, tay tóm cổ Trịnh Nguyên Hưng mà ghì siết lại. Đúng lúc này, có tiếng súng vang lên, Trịnh Nguyên Hưng khuỵu xuống, chưa đến 2 giây sau lại thêm tiếng súng nữa vang lên. Máu từ chân của Trịnh Nguyên Hưng chảy ra, đôi mắt hắn ta kinh hoàng và điên dại. Lục Tư Phàm cầm súng chĩa thẳng về hắn. Ninh Tiểu Sảnh vẫn còn đang túm lấy cổ của hắn, có ý định bẻ ngược ra, cũng kinh ngạc bởi vì Lục Tư Phàm lại có thể ra tay quá chuẩn xác. Cô nhảy xuống, tước vũ khí trên tay Trịnh Nguyên Hưng, bẻ ngược tay hắn ra sau và tra còng số 8 vào tay hắn. "Đầu hàng đi, thời của anh đã hết rồi." Trịnh Nguyên Hưng quát vào mặt của cô. "Các người đừng hòng tìm được chứng cứ, cô sẽ bị khép tội ra tay với đồng nghiệp đấy." "Vậy sao, chưa chắc." Một giọng nói rất nhẹ và êm tai vang lên. Từ đằng sau, Hiểu Linh xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp, khí sắc tươi tắn. Cô nhìn Trịnh Nguyên Hưng cười cười, bàn tay cầm lấy một cái túi giống như là USB. "Trong tay tôi đã có tất cả bằng chứng phạm tội của anh. Chỉ cần anh nói cho tôi biết Vạn Như Ngọc đang ở đâu, tôi đảm bảo giúp anh giảm án." Giọng nói của cô rất nhỏ nhưng mà ai cũng nghe rõ. Ninh Tiểu Sảnh vốn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Suy cho cùng thì cô cũng là được Đỗ Hiểu Linh chỉ điểm, mới bám được theo Trương Duy Khiêm, Kiểu Thi Nhã mà điều tra được chỗ của Hà Tư Sinh. Vậy nên có những thứ chỉ cần tự biết với nhau là đủ rồi. Trịnh Nguyên Hưng thấy khí thế áp bức của Hiểu Linh thì trong lòng dao động. Đôi chân bị thương đau quá khiến cho hắn ta muốn ngất đi. "Anh cứ suy nghĩ cho kỹ, từ nay đến phiên tòa còn nhiều thời gian. Chứng cứ này tôi không vội giao ra, nhưng mà tôi báo trước, người giữ nó không chỉ có mình tôi, thế cho nên anh không nên ra tay với tôi làm gì." "Cô..." Trịnh Nguyên Hưng nhìn bóng dáng cảnh sát đang đi tới thì bấn loạn, người làm chuyện xấu lúc nào cũng không an tâm. "Được rồi, tôi nói, tại nước S, khu chính trị." Hiểu Linh nở ra nụ cười, mày liễu nhướng lên. Vạn Như Ngọc ở khu chính trị, bảo sao cô không thể nào điều tra được. Lúc này cảnh sát xuất hiện, Trịnh Nguyên Hưng đã bị đưa đi. Anh ta cất tiếng nói trước khi bị mang đi. "Cô nhớ giữ lời đấy, Đỗ Hiểu Linh." "Chắc chắn rồi." Lục Tư Phàm nãy giờ vẫn đau chân, tựa vào một bia mộ, chứng kiến tất cả mà không nhịn được thốt lên. Thật là quá bất ngờ. Hiểu Linh quay người, nhận ra Lục Tư Phàm thì ngạc nhiên. "Sao anh cũng đang ở đây?" Ninh Tiểu Sảnh cất tiếng. "Là anh ấy cứu tôi đấy." Sau đó thì bắt tay với Lục Tư Phàm kéo anh dậy. "Anh ổn không? Có cần đến bệnh viện không?" "Không cần đâu, tôi chỉ hơi mệt thôi. Tôi mới đứng lên đi lại được có một thời gian ngắn thôi." "Vậy lát nữa cứ đi kiểm tra đi." Mấy ngày sau đó, mặc dù Trần Du Lan tìm cách gặp Lục Thiếu Quân, nhưng mà Ngụy Tử Việt đều lấy lý do để ngăn cản. Điện thoại của cô ta cũng không gọi được cho Lục Thiếu Quân, trong lòng sốt ruột. "Chị Du Lan,
Chị đừng có mà đi lòng vòng nữa, em nhìn thôi cũng cảm thấy chóng mặt rồi, chị ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Vũ Nhược Đồng kéo cô xuống, ngồi vào trong cái ghế. Trong lòng cô ta lúc này đang sôi sùng sục cả lên. Cũng tại chị, hồi người ta sống chết theo đuổi chị thì chị lại chạy theo bác sĩ Lăng. Trần Du Lan trong lòng cũng rất rối. Lăng Tuấn Dương sớm đã rời đi, bây giờ cô ta không thể nào liên lạc được. Mà lời sau cùng của Lăng Tuấn Dương nói với cô ta hôm đó, ai là hồ ly, đã cảnh tỉnh sâu sắc Trần Du Lan một điều. Anh ta đã quá hiểu bản chất của cô. Cô tuyệt đối không còn hy vọng nữa. Lúc này chỉ còn Lục Thiếu Quân, ngọn núi sừng sững khó đổ đó, chỉ còn hy vọng. Em còn thấy chị chưa đủ loạn hay sao mà thêm dầu vào lửa chứ? Tất cả cũng tại Đỗ Hiểu Linh. Nếu đã không đạt được, chị phải hủy hoại tất cả mọi thứ của cô ta. Có như vậy thì trong lòng mới dễ chịu. Có phải cô gái tên Giang Minh Anh đến tìm chị đúng không? Hẹn cô ta giúp chị đi. Hai mắt của Vũ Nhược Đồng sáng lên, vui vẻ đáp. Dạ vâng, em sẽ đi làm ngay đi ạ. Vũ Nhược Đồng vừa rời đi, Trần Du Lan đã nhấc điện thoại. Giật nhanh, đầu dây bên kia lên tiếng. Cô Trần, có chuyện gì phân phó sao? Tôi vừa gửi vào email của anh một tập tài liệu. Anh tung tất cả lên mạng cho tôi. Trần Du Lan tắt máy, ngón tay nhỏ vươn dài gõ nhẹ trên mặt bàn. Đỗ Hiểu Linh, tôi sẽ hủy hoại từng thứ của cô. Cô vĩnh viễn không xứng đáng có được hạnh phúc đâu. Tin tức về hôn lễ của Hiểu Linh và Lục Thiếu Quân vẫn là chủ đề bàn tán nhiều ngày trên các trang báo, mạng xã hội và cả trong Lục Thị, Đỗ Thị. Dưới sức ép của cổ đông, Đỗ Sơn Hải nhất định không chịu nhả cái ghế chủ tịch. Ngược lại, ông ta càng điên cuồng kiếm lợi nhuận tức thời để mà cổ đông ghi nhận thành tích của mình. Buổi sáng, Đỗ Sơn Hải đến tập đoàn như thường lệ. Thành tích tốt nhờ doanh thu khiến cho ông ta vô cùng hứng khởi, ngồi vui vẻ ở trên ghế, thong dong nhâm nhi một ly vang đỏ. Từ bên ngoài, Cao Viễn Thịnh vội vàng chạy tới thông báo, khuôn mặt lo lắng. Không xong rồi, Chủ tịch Đỗ, chúng ta không xong rồi. Sao? Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Có ai đó đã bóc trần việc chúng ta nhập nguyên liệu không qua quy chuẩn đặt ra trước đó, có cả bằng chứng đi kèm. Khách hàng lớn và người tiêu dùng đang đồng loạt đệ đơn kiện chúng ta. Cao Viễn Thịnh vừa nói vừa đưa tay ấn nút tin tức ở trên màn hình iPad đưa cho Đỗ Sơn Hải. Ông ta kinh hoàng, ly rượu đỏ rơi xuống vỡ tan, từng giọt đỏ thẫm lan ra sàn đá hoa cương. Ông ta ngã vật ra đất. Đỗ Thị chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã bị vây kín bởi phóng viên và khách hàng. Hiểu Linh vội vàng đến tập đoàn muốn ra mặt để mà xử lý khủng hoảng. Sau khi đã nắm được tình hình, cô đến Lục Thị. Hiểu Linh đi thẳng vào bên trong sảnh trước quầy lễ tân. Linh Hoài An vừa nhìn thấy cô thì giật mình. Cô Đỗ? À không, Lục thiếu phu nhân. Cô đến gặp Lục tổng sao? Không cần khách sáo như vậy đâu, chúng ta đã quen biết từ trước rồi mà. Hiểu Linh mỉm cười. Linh Hoài An cũng rất lịch sự, định bước ra đưa Hiểu Linh lên trên thì cô đã ngăn cản. Không cần đâu, đưa thẻ ra vào cho tôi là được rồi. Hiểu Linh rõ ràng là có ý không muốn người khác thấy cô và Linh Hoài An quá thân thiết. Linh Hoài An gật đầu, ánh mắt liếc về phía Trương Duy Khiêm như ngầm thông báo một điều gì đó. Trương Duy Khiêm theo Hiểu Linh vào bên trong. Cả hai người đi vào thang máy của nhân viên thay vì thang máy của cán bộ cấp cao. Rất nhanh, một đoàn người cũng tiến vào. Trương Duy Khiêm chủ động chắn trước cho Đỗ Hiểu Linh đứng đằng sau nên không ai phát hiện ra cô. Hiểu Linh có thể nhận ra người vào thang máy có Đặng Mỹ Vân, bạn thân của Giang Minh Anh. Giọng nói của Đặng Mỹ Vân vang lên. Mọi người đã nghe tin đồn gì chưa? Cô đồng nghiệp khác lên tiếng. Tin gì là tin gì? Đặng Mỹ Vân không để cho mọi người chờ lâu, tranh thủ tung ra tin tức sốt dẻo trong thang máy. Nghe nói, người Lục Tổng thực sự yêu là cô Trần. Cô bác sĩ mà hay tới đây đấy. Năm ấy khi mà cô Trần ra nước ngoài, Lục Tổng đau lòng, uống say cho nên nhận nhầm Hiểu Linh là người mình yêu thương. Vì vậy mới có cậu chủ nhỏ. Nhưng mà đó vẫn chưa phải điều đặc sắc nhất.
Tất cả những điều này đều là do Đỗ Hiểu Linh sắp xếp. Nghe nói cô ta là vì sợ Đỗ Tuyết Kỳ cướp mất hôn sự của mình. Trời đất ơi, như vậy sao? Đúng là quá bị ổi rồi. Bảo sao mà tôi cứ thấy cô Trần và Đỗ Hiểu Linh giống nhau. Hóa ra là vì giống nhau cho nên mới có chuyện ly kỳ như vậy. Tiếng thang máy vang lên, những người kia đều làm ở tầng dưới nên ra trước. Chỉ còn Trương Duy Khiêm và Hiểu Linh ở bên trong. Cô chủ, sao vừa rồi cô lại ngăn cản tôi, không cho tôi lên tiếng chứ? Họ nói cũng không sai mà. Trừ việc tôi chủ động bày trò ra thì cái gì cũng đúng. Chuyện này cũng rất dễ đoán, là ai thả tin ra. Cứ để cho cô ta vui vẻ một chút. Đứng trước phòng chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Lục Thị, cô đưa tay gõ cửa. Bên trong cất lên giọng nói khàn khàn, pha thêm mệt mỏi. Vào đi. Hiểu Linh đẩy cửa bước vào. Lục Thiếu Quân vẫn đang làm việc, không ngẩng đầu lên, mái đầu nghiêng nghiêng, chăm chú nhìn vào đống văn kiện. Hình ảnh này đối với cô mà nói, nó vốn được cất giấu kỹ trong lòng. Cô đã không muốn nhớ lại nữa. Thế nhưng mà dáng vẻ nghiêm túc này của anh tự dưng khiến cô bồi hồi. Giống như lần đầu tiên cô thấy anh chăm chú trong thư viện ở trường. Một khoảnh khắc đó cuối cùng lại thành vết thương cả đời của cô. Cô đã từng yêu anh nhiều như vậy, một tình yêu câm lặng và đầy rẫy những nỗi đau. Lục Thiếu Quân thấy cửa mở ra hồi lâu mà không ai nói gì, anh nhíu mày. Ngụy Tử Việt, cậu mang thuốc giảm đau tới chưa? Sao không? Anh nhìn lên, khuôn mặt lập tức thay đổi, vẻ căng thẳng vì công việc đã không còn, mà thay vào đó là ánh mắt bừng sáng. Anh đứng lên rời khỏi ghế, nhẹ nhàng tiến về chỗ của cô, vừa đi vừa nói. Sao em đến đây thế này, Hiểu Linh? Cô nở ra nụ cười, một nụ cười hiếm hoi dành cho anh. Tôi không được phép đến xem chồng sắp cưới của tôi làm việc như thế nào à? Anh bật cười. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô nói những lời bỡn cợt như vậy với anh. Trước mặt anh, cô không giống con mèo con ngoan ngoãn, vô cùng đáng thương hôm nào nữa. Mà bây giờ cô cũng biết giơ nanh múa vuốt, dùng sự tinh nghịch của mình mà khiến cho trái tim của anh muốn tan chảy. Anh không ngần ngại lên tiếng. Em không nên thả bà hay là bất kỳ thứ gì như vậy với anh, bởi vì anh sẽ cho rằng đó là thật. Khi đó anh sợ rằng da mặt anh sẽ càng dày hơn, bám dính em không buông đấy. Thì đó chính xác là những gì mà tôi muốn. Đó chính là sự bám dính không buông của anh mà. Cô nói, môi hơi cong lên, lộ ra ý cười khó đoán, đôi mắt chớp chớp long lanh, thật sự là rất cuốn hút, mê người. Lục Thiếu Quân không thể nào phủ nhận rằng bản thân anh đang không thể kiềm chế được. Anh rất muốn hôn lên môi cô. Yết hầu chuyển động, hai má nóng bừng, anh kìm lại, trong lòng tự rủa, chết tiệt. Nhưng thay vì tránh xa anh ra, cô lại làm như trêu ngươi, cố tình tiến gần anh hơn, hơi thở nóng ấm phả vào mặt anh. Cùng với đó là mùi hương hoa nhẹ nhẹ, thoang thoảng, khiến cho anh muốn buông xuống toàn bộ kiềm chế. Cho tôi 5.000 tỷ đi. Tiếng nói êm êm cất lên bên tai của anh. Nói xong lời này, cô lập tức quay người đến cái ghế của chính anh mà ngồi xuống. Nhanh đến mức anh cực kỳ nuối tiếc giây phút ban nãy. Em có ý gì chứ, Hiểu Linh? Lục Thiếu Quân bị cô trêu ngươi một lúc thì quay ra ấm ức. Lời nói của cô như lẽ đương nhiên vang lên. Thì ý trên mặt chữ, tôi muốn 5.000 tỷ. Anh không định cho tôi xính lễ sao? Anh bật cười. Thật ra thì anh thừa biết cái đầu nhỏ của cô cần tiền để làm gì. Còn không phải là cứu Đỗ Thị sao? Nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ cô sẽ tới đây dùng cách này lấy tiền của anh. Anh nhìn cô ngồi trên ghế làm việc của mình, khuôn mặt tinh quái, tràn đầy sức sống. Tự dưng anh mơ hồ, cảm thấy nó rất quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Sao? Anh tiếc tiền à? Tất nhiên là không rồi. Nhưng em đang ngồi ở chỗ của anh. Anh không thể nào lấy được điện thoại trong ngăn kéo mà chuyển tiền cho em. Phiền bà xã lấy giúp anh có được không? Anh tiến gần cô hơn, cúi người xuống, muốn dùng cách thức tương tự mà trêu cô. Cô cau mày. Những lời ậm ừ của anh, nếu như là trước kia, có lẽ cô sẽ vui đến mấy ngày mấy đêm
không ăn không ngủ. Nhưng lúc này đây, cô lại cảm thấy có phần rất không tự nhiên. Cô đứng thẳng dậy, ném cho anh cái điện thoại. Anh không hỏi tôi cần tiền để làm gì à? Anh bấm bấm cái điện thoại, rất nhanh đã chuyển tiền sang cho cô. Chỉ cần là em ra lệnh, anh cái gì cũng làm. Cô không nhịn được mà nhăn mặt. Cô cứ nghĩ rằng trình độ né thính của mình là rất tốt, nhưng mà đối phương mặt quá dày, khiến cô cảm thấy bản thân không phải là đối thủ của người đàn ông này. Tiền này tôi sẽ không trả lại đâu đấy. Nó cũng không tính là gì so với lô đất mà anh tặng cho cô công chúa nhỏ trong lòng anh. Cô vui vẻ nhìn điện thoại, kiểm tra tài khoản vừa nhận được từ Lục Thiếu Quân rồi nhẹ nhàng rời đi. Lục Thiếu Quân muốn kéo cô lại nhưng mà cửa đã đóng. Anh bật cười thu tay về, tâm trạng của anh trở nên vô cùng vui vẻ. Xuống xe, Trương Duy Khiêm vội vàng thông báo. Dạ, Minh Tiểu Sành vừa thông tin, tài liệu đã tìm được trong mộ bà chủ. Còn có cả thông tin của Trần gia. Hiểu Linh nghe xong, ánh mắt thoáng biến đổi, rất nhanh nở ra nụ cười. Chuyện này càng ngày càng thú vị rồi. Chiều tối, Trần Du Lan đang quan sát bản tin tài chính, trong lòng cực kỳ tận hưởng cảm giác Đỗ Thị đang trên đà tụt dốc không phanh. Đúng lúc này, điện thoại của cô ta vang lên tiếng chuông. Cô chủ Trần, là tôi, Đỗ Sơn Hải đây. Ông gọi cho tôi để làm gì chứ? Cô chủ Trần, chuyện nguyên liệu là tôi nghe cô. Không ngờ bây giờ lộ ra gây tổn thất lớn như vậy. Cô nói xem chúng ta phải làm thế nào. Đỗ Hiểu Linh, cô ta nắm đằng chuôi. Việc này đã không thể nào đổ tội lên đầu cô ta nữa. Việc này là ông tự mình làm, đừng lôi tôi vào. Rõ ràng tôi mới là người thiệt hại nhiều. Cổ phần Đỗ Thị giảm như vậy, tiền mà tôi rót vào trước đây coi như sôi hỏng bỏng không rồi. Cô chủ Trần, cô là người ra lệnh nhập nguyên liệu đó. Tôi làm theo cô mới chịu đầu tư. Cô không thể nào phủ sạch mối quan hệ của mình trong chuyện này. Nếu như là chịu tội thì cả hai chúng ta đều phải chịu chứ. Là tôi bảo ông làm đấy thì đã sao nào. Nguyên liệu vẫn theo quy chuẩn an toàn thực phẩm, chúng ta không phạm pháp. Nhà nước không quy định rõ ràng việc định giá hàng cao cấp và mặt hàng bình thường. Chúng ta đánh vào tư duy dịch vụ, điều đó chẳng có luật pháp nào bắt bẻ chúng ta. Bây giờ Đỗ Thị điêu đứng là việc của ông và Đỗ Hiểu Linh. Ông không bắt cô ta gánh được là do ông ngu xuẩn thôi. Tôi vốn đã cho Đỗ Hiểu Linh là người tung tin, nhưng dường như tôi sai rồi, là cô sao? Đỗ Xuân Hải nghe xong thì vỡ lẽ, giọng nói của ông ta cay đắng. Trần Du Lan cười lớn, một lúc sau tự tắt máy. Đỗ Xuân Hải thật sự tức giận, ông ta nuốt không trôi cục tức này. Trần Du Lan, cá chết lưới rách, cô đừng có mà trách tôi. Trần Du Lan buông điện thoại xuống, lúc này bên ngoài có tiếng của ba cô ta trở về, cô ta vội vàng chạy ra. Khuôn mặt của Trần Đình Khâm vô cùng mệt mỏi. Trần Du Lan lo lắng lên tiếng. Ba về rồi. Có chuyện gì sao ba? Con gái, có phải dạo trước Lục Thiếu Quân cho con mảnh đất không? Ba đang cần tiền. Việc làm ăn có chút vấn đề, có thể bán lô đất được không? Sao ba cần số tiền lớn như vậy để làm gì? Con không phải là để bôi trơn dự án sao? Đang trong thời kỳ nhạy cảm, thuyền này đổ, chúng ta phải nhảy sang thuyền khác. Tiền trong nhà đổ vào dự án rồi, đến cả biệt thự này ba cũng cầm cố rồi. Vạn nhất phe phái chúng ta đang theo ngã ngựa, không thể nào vực nổi. Có khi những chuyện hối lộ trong quá khứ bị phanh phui, còn liên quan đến pháp luật đấy. Trần Du Lan kinh động. Mảnh đất đó ít nhất cũng phải được 8.000 tỷ, địa thế của nó rất đẹp. Trần Du Lan nghe ba mình nói thì đau lòng. Con bán rồi, tiền đó bây giờ là cổ phần của Đỗ Thị rồi. Cái gì cơ? Con đầu tư vào Đỗ Thị từ bao giờ? Con điên rồi. Đỗ Thị đang trên đà phá sản, con mua đống cổ phần nát bấy đó để làm gì chứ? Tiền đó là Lục Thiếu Quân cho con. Con lúc đó chỉ là muốn hủy hoại Đỗ Thị thôi. Mà thời gian vừa rồi doanh thu tăng, lợi nhuận con cũng được chia. Hơn nữa, đó là tiền rơi từ trên trời. Con có dùng đi chăng nữa, thiệt hại một chút thì thu về
vẫn là món tiền lớn mà. Con nói xem, con chơi một chút, chúng ta mất không cả mấy nghìn tỷ, còn không mau bán tống bán tháo cổ phần mà gỡ gạc đi. Nhưng con tin rằng Lục Thiếu Quân sẽ vực dậy Đỗ Thị nhanh thôi. Con còn đang định tranh thủ mua vào, đợi khi mà khôi phục kinh tế, con sẽ có số cổ phần nhiều hơn Đỗ Hiểu Linh, thuận lợi đặt tài sản của Đỗ Thị cũng nên. Đỗ Thị là vô phương cứu chữa rồi, con hiểu không? Nếu Lục Thiếu Quân muốn cứu thì đã sớm cứu rồi, không để cho nó rớt đài thê thảm như vậy. Con không mau bán ra lúc này thì không còn cái gì nữa đâu. Nhận thấy sự do dự trên mặt của Trần Du Lan, ông ta nói tiếp. Đỗ Kính Nghiệp nằm viện không tỉnh, khách hàng đồng loạt đòi chấm dứt hợp đồng. Đỗ Sơn Hải là tên thủng rỗng kêu to. Còn Đỗ Hiểu Linh, cô ta ngàn vạn lần không có tài năng kinh doanh. Lục Thiếu Quân rõ ràng không muốn phát triển Đỗ Thị. Bao năm nay cậu ta giữ Đỗ Hiểu Linh trong nhà để chăm con, không phải sao? Cậu ta làm sao bỏ tiền đầu tư cho cơ ngơi không ai quản lý? Nhất định không có chuyện này đâu. Trần Du Lan nghe lời của ba thì bị thuyết phục. Trần Đình Khâm nói thêm một lần nữa cho con gái nhanh chóng quyết định. Cổ phiếu của Đỗ Thị tụt dốc không phanh rồi, con bán bây giờ còn có thể vớt vát được. Gia đình ta còn không thể nào cho chúng ta ra đường được, có đúng không? Hôn sự với Lăng gia còn không bàn được, chúng ta biết dựa vào ai bây giờ? Nửa đêm, Hiểu Linh dụi mắt, nhận tin nhắn sáng lên. Cô đưa tay cầm điện thoại, là Trương Duy Khiêm. Đọc xong tin nhắn, cô cất điện thoại, yên tâm ôm con trai đi ngủ. Mà lúc này đây tại Châu Giang Đế Cảnh, Lục Thiếu Quân cũng ngồi trong phòng làm việc, nhìn con số dao động lên xuống của cổ phiếu Đỗ Thị, nở ra nụ cười. Ngụy Tử Việt, cậu có ở đó không? Dạ, có tôi. Đến lúc đưa sính lễ rồi. Ngụy Tử Việt vừa thấy câu này, mắt lập tức sáng bừng lên. Lục Tổng, tôi chờ câu này lâu lắm rồi, kích động chết mất. Mau làm đi, đám cưới xong tôi cho cậu nghỉ phép một tuần. Trở lại câu chuyện 18 năm về trước, ở ngoại thành, thành phố Sang Thành, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng dắt theo bé trai xinh xắn đến trước một căn nhà nhỏ phủ đầy hoa và sắc xanh của cây cỏ, mùi trà ướp sen thoang thoảng ở trước ngõ. Người phụ nữ dừng lại ở bên cạnh hàng cây, buông tay con trai căn dặn. Tiểu Quân, con ngoan nha, ở đây chờ mẹ, mẹ vào kia một chút rồi sẽ ra ngay. Người phụ nữ khuôn mặt sắc sảo trẻ trung nói xong với cậu con trai từng 8 tuổi của mình. Nói xong câu đó với cậu con trai tầm 8 tuổi của mình thì bước vào bên trong căn nhà. Cậu bé nhẹ nhàng gật đầu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hàng dương liễu xanh mướt. Trời đã về chiều, ánh tà dương rọi xuống hàng dương liễu. Cậu bé lắng nghe thấy tiếng bên trong ngôi nhà là giọng nói của người phụ nữ ban nãy gào thét, không còn dịu dàng như những gì nói với con trai. Lục Thiếu Hoa, ông có còn là người không? Nếu hôm nay tôi không đến thì cũng không biết ông vẫn còn giấu giếm tôi qua lại với loại người này. Cùng với đó là tiếng ném đồ, tiếng khóc lóc rất đau lòng. Im miệng đi, còn không phải là vì bà chèn ép Thanh Minh cho nên tôi mới phải đưa cô ấy đến đây à? Rõ ràng bà ép hôn. Người tôi yêu là Thanh Minh, nếu không có Tô Tố Như là bà thì chúng tôi đã đường đường chính chính lấy nhau rồi. Tiểu Quân ôm đầu che kín tai, cậu bé không muốn nghe những tiếng cãi cọ, càng không muốn nghe những tiếng đổ vỡ. Khuôn mặt non nớt run rẩy trong ánh chiều buông, cô đơn đến thảm thương. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Anh trai nhỏ, anh có muốn thả diều cùng em không? Là một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng, đôi mắt tròn long lanh ngồi xuống đối diện Tiểu Quân, bàn tay nhỏ nhắn nắm tay của cậu kéo đi. Cả người cô bé đều là hương hoa cỏ, mùi hương mộc mạc nhưng cực kỳ dễ chịu. Anh trai nhỏ, anh đừng khóc mà, chúng ta đi thả diều thôi. Ở một mái hiên gần đó, một cậu bé khác cũng tầm tuổi của Tiểu Quân đưa mắt nhìn về hướng đó buồn rầu nói. Tiểu Linh Linh, không phải hôm qua em làm rơi diều xuống nhà anh, em có hứa với anh rằng chỉ chơi với một mình anh thôi sao? Qua ngày hôm sau, Ngụy Tử Việt báo cáo với Lục Thiếu Quân.
Dạ, cô hiểu Linh, đặt vé sang nước S. Thời gian chính xác là vào cuối tuần sau ạ. Lục Thiếu Quân nghe xong thì lông mày nhíu lại. Cô ấy vẫn muốn tự mình ra tay sao? Cậu đặt vé cùng chuyến cho tôi đi. Dạ vâng. Tại Châu Giang Đế Cảnh, Tô Tố Như vội vã trở về. Tin tức về cuộc thanh tẩy chính trị và thương nghiệp dùm beng đến nỗi bà ta ở trên chùa Đại Quang cũng nghe thấy. Vừa về đến Châu Giang Đế Cảnh, bà ta bắt gặp ngay Trần Du Lan đang ở đó. Bác gái, bác đã về rồi. Sao cháu lại ở đây thế này? Cháu chờ anh Thiếu Quân trở về, tiện thể tự tay vào bếp nấu cơm thôi. Tô Tố Như không mấy vui vẻ nhìn thấy cô ta ở đây. Bà trở về chính là không muốn con trai mình dây dưa vào đường dây của Trần gia, thương tình mà sang tay cứu Trần Đình Khâm một mạng. Trần Du Lan, cháu dù sao cũng là khách, tự ý vào bếp của Lục gia thế này không hay cho lắm. Tiểu Hồng nghe Tô Tố Như trách cứ thì vội vàng chạy tới. Dạ bà chủ đã về rồi. Chuyện cô Trần vào bếp chúng tôi cũng khuyên ngăn rồi, nhưng cô ấy nhất định vào bếp, chúng tôi không còn cách nào. Thôi được rồi, không trách các người. Nhưng Du Lan à, cháu cũng biết Thiếu Quân sắp cưới Hiểu Linh rồi. Châu Giang Đế Cảnh do con bé làm chủ, nếu nó tới đây thấy cháu trong bếp thế này thì khó tránh khỏi không vui. Tô Tố Như cất tiếng nói. Thời gian này ở trên chùa Đại Quang, bà ta cũng vỡ lẽ nhiều điều, lần này trở về cũng một phần muốn bù đắp cho Hiểu Linh. Nói xong thì bỏ lên trên nhà, để lại Trần Du Lan ở đó cực kỳ khó chịu. Trên cầu thang, Tô Tố Như cất tiếng nói với Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, mau gọi cho Thiếu Quân, bảo Hiểu Linh lúc nào rảnh rỗi thì qua nhà một chuyến đi. Trần Du Lan nhìn bóng lưng của Tô Tố Như bước đi thì cực kỳ tức giận. Trước đây khi họ Trần còn đang thịnh thế phát triển, Lục Thiếu Quân còn đang đi học, Tô Tố Như từng rất thích Trần Du Lan, muốn cô ta trở thành con dâu Lục gia, còn oán trách hôn ước với Đỗ gia. Bao năm trôi qua, vật đổi sao rồi, Tô Tố Như lại có thể nhìn cô ta bằng nửa con mắt như vậy. Cục tức giận này Trần Du Lan nuốt không trôi. Tiểu Hồng cất tiếng nói. Cô Trần, hay là cô để tôi nấu cho, nếu bà chủ về tôi sợ là... Thanh âm rụt rè, Trần Du Lan ít nhiều vẫn là thanh mai trúc mã với cậu chủ Lục Thiếu Quân, còn giúp ông cố Lục chữa bệnh. Gia đình có xa cơ thì địa vị cô ta vẫn không thay đổi trong lòng Lục Thiếu Quân. Trần Du Lan không nói gì, tức giận bỏ lên nhà ông cố Lục rồi khóc lóc kể khổ. Du Lan, chuyện này không phải là ta không muốn giúp cháu, mà Thiếu Quân nó quá ngang bướng. Đã thế chuyện này là chuyện mà cả nước biết, ta không thể nào làm gì, xem như hai đứa có duyên mà không có phận. Ông cố Lục thở dài từ chối. Trần Du Lan cảm thấy cả thế giới đang quay lưng với mình, cô ta cực kỳ khó chịu. Từ Lục gia trở về, Trần Du Lan buồn bực không vui. Căn nhà kia cũng đã bị chính quyền thu giữ, ba cô ta thì bị bắt tạm giam. Cô ta cùng với Vũ Nhược Đồng đang ở căn hộ Lục Thiếu Quân cho mình. Vũ Nhược Đồng chạy ra hỏi thăm tình hình. Cô chủ, cô về rồi sao? Mọi chuyện thế nào rồi? Có câu trạng chết chúa cũng băng hà, bây giờ chủ ngã ngựa thì giúp việc là Vũ Nhược Đồng cũng khốn khó. Lúc này cô ta không bỏ đi cũng là có lòng trung thành rồi. Không gặp được Lục Thiếu Quân, anh ấy bây giờ chỉ tối ngày quấn quýt ở bên mẹ con Đỗ Hiểu Linh thôi. Vậy chị vẫn chưa nói với Lục Tổng việc chị thôi miên ngày ấy sao? Chị sợ vạn nhất... Vậy nếu chị không nói với Lục Tổng, chị nói với Đỗ Hiểu Linh thì sao? Nghe Vũ Nhược Đồng nói như vậy, ánh mắt của Trần Du Lan lập tức sáng quắc. Vũ Nhược Đồng quả nhiên được việc, cô ta quay lại nhìn giúp việc của mình tán thưởng. Nhược Đồng, em được lắm. Đêm đến, Trần Du Lan ngồi trước màn hình máy tính, ấn gửi email, nụ cười gian trá nở trên môi. Lúc này đây ở Giang Đô Thành, Lục Thiếu Quân cũng vừa mới tới gõ cửa nhà của Hiểu Linh. Tiểu Thành, con chờ mẹ mở cửa rồi mẹ đọc truyện cho con nghe nha. Trên ghế sofa, Hiểu Linh lên tiếng nói với con trai. Tiểu Thành nhẹ nhàng trèo ra khỏi lòng mẹ,
Cậu bé ngoan ngoãn ôm quyển sách ngồi xuống ghế. Hiểu Linh nhàn nhạt, sao lại tới giờ này chứ? Lục Thiếu Quân mỉm cười ngó vào trong nhà. Con trai của ba đâu rồi? Thái độ của anh giống như Hiểu Linh đang tàng hình. Từ sâu trong lòng cô có chút khó chịu. Ba, ngày mai con muốn đến công viên giải trí có được không? Ngày mai dự báo thời tiết có mưa đấy. Đi công viên chúng ta sẽ bị ướt hết. Vậy để cuối tuần có được không ba? Cuối tuần này ba bận đi công tác rồi. Ngày mai nếu trời mưa chúng ta ở nhà tự cắm trại trong nhà có được không? Nếu không mưa thì lại đi công viên, con thấy thế nào? Vâng ạ, vậy ba đọc cho con nghe chuyện này nhé. Cậu bé đưa cuốn sách mà mẹ đang đọc dở dang cho Lục Thiếu Quân. Anh nhấc bổng con trai đặt lên đùi của mình. Hai ba con vui vẻ đọc truyện. Hiểu Linh cảm giác bản thân mình bị cho ra rìa. Từ lúc mà anh tới, Tiểu Thành hoàn toàn không hề ngó ngàng gì đến cô nữa. Tiểu Thành, giọng ba con kể không hay đâu, để mẹ kể cho. Nhưng mà mẹ đọc lời thoại chó sói không giống ba. Chó sói phải là giọng ồm ồm dữ tợn cơ. Khuôn mặt của Lục Thiếu Quân đang đắc ý bởi vì được con trai trọng dụng, nghe đến đây lập tức biến đổi. Hiểu Linh không nhịn được mà cười. Đúng vậy, ba con làm chó sói là hợp nhất. Một con sói già gian ác. Sói xám gian ác tới đây, ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Lục Thiếu Quân lập tức nhập vai, trợn mắt phồng má dọa dẫm. Tiểu Thành thích thú cười tít mắt. Lúc này Hiểu Linh nhìn thấy hai ba con thì cũng cảm giác trong lòng ấm áp. Có tiếng chuông điện thoại của Hiểu Linh và Lục Thiếu Quân vang lên cùng một lúc. Cả hai người không hẹn mà gặp, đồng loạt nhíu mày. Lục Tổng, mau xem tin tức đi ạ. Cô chủ, mau xem tin tức đi. Cùng một lúc, lời nói đến từ hai người trợ lý khác nhau. Ngay lập tức, Hiểu Linh và Lục Thiếu Quân lướt bản tin. Đỗ Hiểu Linh và màn trộm long cháo phụng. Tin tức lập tức đập vào mắt của hai người. Ánh mắt của Lục Thiếu Quân biến đổi. Hiểu Linh ấn vào đọc tin. Lục Tổng vốn quen biết từ nhỏ với cô chủ của Trần gia, Trần Du Lan. Nhưng năm đó cô chủ Trần đi du học. Điều này khiến cho Lục Tổng vô cùng đau lòng. Lợi dụng ngoại hình của mình giống cô chủ Trần như đúc, Hiểu Linh đã trèo lên giường của Lục Tổng và thuận lợi bước chân vào Lục gia. Dòng tin nhắn rất ngắn gọn, ở bên dưới còn có vô vàn hình ảnh chụp lại Lục Thiếu Quân và Trần Du Lan ở bên nhau hồi còn đi học, ngồi trên ghế nhà trường. Ngay lập tức, hàng triệu bình luận đã nhảy vào xỉ vả Hiểu Linh. Cô nheo mắt đọc không sót bình luận khiếm nhã nào. Lục Thiếu Quân thì rất bối rối. Hiểu Linh, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Đó là chuyện của ngày xưa thôi. Tiểu Thành à, con đi ngủ trước đi. Mẹ và ba con có chuyện cần nói với nhau. Cô quay sang nói với con trai, căn dặn rồi ôm cậu bé vào bên trong phòng đi ngủ. Một lúc sau, cô quay lại chỗ của Lục Thiếu Quân, ngồi xuống đối diện anh. Thanh âm của cô vô cùng bình tĩnh vang lên. Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện rồi đấy. Anh đã vừa cho truyền thông gỡ bài rồi. Anh còn chưa nói xong, cô đã đưa tay ra hiệu ngăn cản. Trước âm thanh quyền lực của cô, anh lập tức nín bặt, chăm chú nhìn đối phương, không chớp mắt, chờ xem là cô muốn nói gì. Tôi từng nói với anh rồi, hôn nhân của chúng ta không có tình yêu. Tôi không mưu cầu việc anh phải yêu tôi. Việc yêu ai, ong bướm bên ngoài với ai, tôi không quan tâm. Nhưng tôi cũng nói với anh rõ ràng là phải để cho tôi mặt mũi. Chuyện này tất cả là vì Tiểu Thành. Giọng nói rất dứt khoát, rất bướng bỉnh. Lục Thiếu Quân từ đầu đến cuối chỉ biết mím môi, không phản đối một chữ nào. Chuyện năm xưa tôi lên giường với anh quả thật là một hiểu lầm của cả tôi và anh. Anh nhận nhầm tôi là nữ thần thanh xuân của anh. Dù sự thật đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn Tiểu Thành bị mang tiếng là sản phẩm của một sai lầm. Việc của mẹ nó tìm cách bò lên giường đàn ông. Lần này lời nói của cô cực kỳ lạnh, bởi vì động vào Tiểu Thành là động vào giới hạn của cô rồi. Lục Thiếu Quân cúi gằm mặt xuống. Sao anh có thể chối cãi rằng bản thân mình đã từng nghĩ cô hèn mọn như vậy chứ?
Bản thân anh đã muốn bù đắp sai lầm này, nhưng bù đắp cũng không thể nào gạt bỏ hai chữ đã từng. Anh bây giờ phải đối diện với nó thôi. Anh chậm chậm tiến tới, gần như là quỳ xuống dưới đất, ngay chỗ cô đang ngồi, bàn tay đặt trên vai cô, đôi mắt nhìn cô đầy thành khẩn. Anh xin lỗi, Hiểu Linh, là anh đặt phán xét của mình lên trên cảm nhận của em. Nhưng mà dù sao thì mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Anh không biết vì sao, ai là người khơi lên để làm gì. Anh sẽ xử lý thật tốt chuyện này. Thật lòng mong em tha thứ cho anh. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn để trả giá sai lầm của mình. Cho dù em tin hay không tin, thì bây giờ anh cũng thật lòng muốn đến với em. Không phải đơn giản là vì Tiểu Thành, cũng không phải là để trả nợ, mà bởi vì anh yêu em mà thôi. Hiểu Linh nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của người đàn ông. Lần đầu tiên cô cảm nhận những lời anh nói quả nhiên không có một chút nào giả dối. Cô nghi ngờ hỏi một lần nữa. Anh nên xác định thật rõ, anh yêu tôi hay là do Trần Du Lan thôi miên khiến anh yêu tôi? Trả lời được câu này thì đến tìm tôi. Bây giờ anh về đi. Em vừa nói gì cơ? Lục Thiếu Quân rất bất ngờ về những lời nói của cô. Anh định hỏi nhưng cô dứt khoát đứng lên, lộ ý tiễn khách. Anh cũng không làm khó cô, nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi. Chưa bao giờ anh cảm thấy rối loạn như bây giờ. Hóa ra cảm xúc của cô lại có thể ảnh hưởng đến tâm lý của anh như vậy. Anh trở về, Ngụy Tử Việt lái xe chờ sẵn, thấy chủ nhân của mình khuôn mặt không mấy tự nhiên thì biết có chuyện. Lục Tổng, có chuyện gì thế ạ? Điều tra cho tôi toàn bộ thông tin của Trần Du Lan từ trước đến nay, từ chuyện nhỏ nhất cũng phải điều tra. Lục Tổng muốn điều tra cô Trần sao? Đúng vậy, thật là chi tiết. Lục Thiếu Quân nói xong thì cực kỳ mệt mỏi. Anh ngả người ra sau ghế để mặc cho Ngụy Tử Việt chở mình trở về Châu Giang Đế Cảnh. Dạ, phu nhân trở về rồi, thưa Lục Tổng, đang chờ ngài ở trong phòng. Vừa thấy bóng xe của Lục Thiếu Quân trở về, Tiểu Hồng đã chạy ra thông báo. Lục Thiếu Quân nhíu mày, không nhanh không chậm, anh bước lên trên lầu để nói chuyện với mẹ mình. Mẹ về rồi sao? Trải qua nhiều chuyện, là một người con, anh không hẳn là trách cứ mẹ, bởi vì anh biết Tô Tố Như cũng là vì anh. Vậy nên lúc này mối quan hệ mẹ con vẫn rất bình thường. Ừ, về rồi. Nếu không về thì cũng không biết con lại thiếu sáng suốt đến như vậy. Ý mẹ là sao chứ? Sao chăng cái gì? Con xem tin tức rồi có đúng không? Chuyện này là thế nào? Con còn định để cho Trần Du Lan tác oai tác quái đến bao giờ đây? Tô Tố Như có vẻ rất gay gắt vì thông tin đang lan truyền ở trên mạng. Lục Thiếu Quân bất ngờ ngã ngửa. Tô Tố Như lại tiếp tục quạt vào mặt của anh, khiến anh sửng sốt gấp bội phần. Đừng có mà nói con không biết, cái phốt này là do Trần Du Lan làm đấy nhá. Thủ đoạn dơ bẩn đó chỉ có thể là cô ta thôi. Con còn giữ bên cạnh, có ngày hại đến Tiểu Thành, hại đến con dâu của mẹ đấy. Mẹ vừa nói gì cơ? Anh nghe đến đây thì bất ngờ khó tin, cất lời hỏi lại. Tô Tố Như có chút ngượng ngùng, mím môi lên tiếng đáp. Thực ra mẹ nghĩ kỹ rồi, chuyện với Đường Thanh Minh là một vấn đề, còn đối với Đỗ Hiểu Linh và Tiểu Thành là một vấn đề khác. Mẹ có lỗi rất nhiều, bây giờ chuộc lỗi thế nào cũng không được. Mẹ sẽ lên chùa sám hối, không về để ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng các con. Nhưng mà trước lúc đó, bất kỳ ai gây bất lợi cho Hiểu Linh, mẹ cũng không tha thứ. Nếu chuyện này con không xử lý thì cứ để mẹ xử lý. Lục Thiếu Quân cũng không ngờ được mẹ mình có thể nói ra những lời này, trong lòng anh rất vui. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Được mẹ chúc phúc là một điều con vui không gì bằng. Cái thằng này nói thừa. Trời về đêm, Lục Thiếu Quân nhìn về những ánh đèn ngoài kia, ánh sương bàng bạc phủ xuống khu vườn với những tán cây xanh thẫm. Tâm trạng của anh có phần ưu tư. Bóng dáng đơn độc này của anh đã theo trong nhiều năm liền, và trong năm tháng tuổi thơ đó, ấm áp nhất chính là nụ cười của cô bé thả diều dành cho anh. Trần Du Lan, em thật sự đã không còn là cô bé thả diều năm đó, ngây thơ đơn thuần nữa, thật sự không còn nữa rồi.
Lục Thiếu Quân cầm tập hồ sơ Ngụy Tử Việt đem tới, chậm chậm bước vào trong nhà. Màn đêm đã phủ xuống mọi ngõ ngách. Lúc đó ánh sáng mặt trời không còn, mảng đen tối nhất của con người cũng cứ như vậy mà bộc lộ ra. Ngày hôm sau, tin tức về sự việc của Đỗ Hiểu Linh và Lục Thiếu Quân vẫn đang đứng top tìm kiếm. Trần Du Lan giữa scandal của gia đình nhờ vào sự việc này nhận về không ít cảm thông. Thậm chí cư dân mạng còn khóc lóc thay cho cô ta, yêu cầu Hiểu Linh phải bỏ lễ cưới, chủ động rút lui để tác thành cho Trần Du Lan và Lục Thiếu Quân. Hiểu Linh thích thú cắn hạt dưa, uống trà, xem tin tức cùng với Tiểu Sảnh. Sao, không tức giận à? Chồng sắp cưới của cô cơ mà, Hiểu Linh. Tiểu Sảnh có phần hiếu kỳ, thấy thái độ đó, Hiểu Linh lấy làm kỳ lạ. Cô biết rõ mọi ân oán giữa tôi và Lục Thiếu Quân mà. Với những điều đó, cô nghĩ rằng tôi có nên bận tâm chuyện trong lòng anh ta có ai không? Ninh Tiểu Sảnh thở dài, định nói gì đó thì bản tin đột ngột vang lên tiếng phát thanh viên. Lúc này đây, tại khách sạn của Lục Thị, Lục Tổng đã mở họp báo về những lùm xùm gần đây trong chuyện tình cảm của mình. Họp báo được chúng tôi truyền hình trực tiếp, mời quý vị cùng theo dõi. Đỗ Hiểu Linh và Ninh Tiểu Sảnh đều bị tiếng phát thanh viên làm cho thu hút. Hai người hướng mắt lên màn hình để hóng trò vui. Trên màn hình, Lục Thiếu Quân trong trang phục lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú, khí chất điên đảo chúng sinh. Nhìn anh giữa biển người mới thấy anh quả nhiên là vô cùng xuất chúng. Anh tiến về bục micro, chậm rãi đưa ngón tay dài của mình chạm tới micro. Lục Thiếu Quân tôi hôm nay mở họp báo để mọi người biết rằng tôi yêu ai sẽ tự mình nói với công chúng, không cần bất kỳ ai phải lên tiếng giúp. Hôm nay tôi khẳng định người tôi yêu, muốn kết hôn, muốn nâng niu trên tay, muốn bảo vệ trọn đời là Đỗ Hiểu Linh. Chỉ duy nhất là cô ấy, không phải ai khác. Nếu như tôi còn thấy bất kỳ thông tin nào bất lợi cho cô ấy, những tin tức vô căn cứ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi, thì Lục Thiếu Quân tôi sẽ không tha cho cái đó. Bây giờ luật sư của tôi đang thu thập những tờ báo đưa tin ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên các bạn vi phạm, bởi vậy tôi chỉ cảnh cáo, nhưng chắc chắn không có lần hai. Tôi nhắc lại, người tôi yêu là Đỗ Hiểu Linh. Anh nói ra cả một tràng dài, gương mặt kiên định, khí thế ngút trời, giọng nói trầm ổn. Nói xong thì rời đi, nhanh như cơn gió, làm cho cánh nhà báo còn không kịp phản ứng, hoặc là do còn đang mải sợ hãi vì những lời cảnh cáo của anh. Mà khi anh bước đi rồi, cũng không có một ký giả nào dám ôm micro đuổi theo để phỏng vấn. Màn hình TV chuyển cảnh, Hiểu Linh cũng đưa tay tìm điều khiển tắt đi. Ninh Tiểu Sảnh lên tiếng. Được, đáng mặt đàn ông đấy chứ. Quay sang nhìn Hiểu Linh, khuôn mặt đối phương vẫn bình lặng như nước, không rõ trong đầu cô đang nghĩ cái gì nữa. Sao, không có nhận xét gì hay là cảm động gì sao? Có gì đâu mà cảm động chứ. Anh ta chẳng qua là không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta mà thôi. Cô biết đến anh ta từ trước thì rõ hơn tôi chứ. Anh ta và Trần Du Lan không phải tự nhiên mà có tin đồn. Và đúng là dù không muốn thừa nhận thì tôi có nét giống cô ta thật. Hiểu Linh lên tiếng, sâu trong lòng vẫn tổn thương vì hai chữ thế thân. Ninh Tiểu Sảnh nhíu mày, cô ấy cũng không biết phải nói gì. Cuối cùng suy nghĩ hồi lâu lên tiếng. Những chuyện này thì tôi không rõ. Tôi thân thiết với Lăng Tuấn Dương thôi, còn Lục Thiếu Quân thì không. Nội tình thế nào chắc chỉ có anh ta biết. Nhưng mà hình như tôi nghe được từ chỗ Trần Du Lan nói, do hồi nhỏ cô ta từng có ân tình gì đó với Lục Thiếu Quân. Còn nhớ năm ấy, ở trường không ai dám làm khó cô ta, đều sợ Lục Thiếu Quân sẽ tìm họ tính sổ. Suy cho cùng, chuyện này đã là quá khứ rồi. Ít nhất tôi thấy bây giờ Lục Thiếu Quân rất chân thành với cô đấy. Hiểu Linh bật cười, không nhìn Ninh Tiểu Sảnh. Hai chữ chân thành lúc này có thể chứng minh lòng dạ con người sao? Huống chi chân thành hay không, phải dùng một đời để mà kiểm chứng cơ. Mà một đời thì dài quá. Lúc này đây, tin tức của buổi họp báo lan đi nhanh hơn cả điện xẹt. Thời đại của công nghệ và mạng xã hội quả nhiên là không đùa được.
Hầu hết các trang báo đều đưa tin về chuyện này, dư luận cũng đảo chiều kinh ngạc. Những bình luận bảo vệ Hiểu Linh càng ngày càng nhiều hơn. Trần Du Lan có bỏ tiền thuê người bình luận thì cũng không thể nào dập được những bình luận của cộng đồng mạng khi mà Lục Thiếu Quân đã tự mình lên tiếng. Thậm chí còn có người công khai mặt mộc của Trần Du Lan, quả thật làm cho bản dân thiên hạ trầm trồ bởi vì quá sốc so với hình ảnh thường thấy. Trời đất, đây là cô ta sao? Nhan sắc thế này mà có cửa so sánh với Hiểu Linh của chúng tôi cơ à? Hóa ra những bức ảnh kia toàn là nhờ son phấn và filter. Tôi đã nói rồi, make up nợ chúng ta ngàn lời xin lỗi. Ngồi đọc tin tức này, Hiểu Linh cũng cảm thấy đáng sợ thay cho khả năng quay xe của cộng đồng mạng. Cô ném điện thoại sang một bên, chợp mắt một chút. Trường Duy Khiêm không biết từ đâu lại xuất hiện. Cô chủ, có tin tức rất nóng, mau mở điện thoại lên xem đi. Lại tin gì nữa đây? Tôi hóng tin mệt lắm rồi. Là chú hai của cô tung ra đoạn ghi âm Trần Du Lan tính kế đổ tội lên đầu của cô. Ông ta cũng cơ hội thật đấy. Trần Du Lan lần này thảm rồi. Chuyện này đối với Hiểu Linh thì chẳng có gì ngạc nhiên. Cô thừa biết Đỗ Sơn Hải sẽ có ngày hôm nay. Cô ra hiệu cho Trương Duy Khiêm ra ngoài. Mấy hôm nay toàn thức đêm để hóng chuyện. Cô rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật là ngon. Lúc này đây, trên mạng lại xuất hiện rất nhiều đoạn clip Trần Du Lan mỗi ngày đến Lục Thị mang đồ ăn, cơm, rồi tìm đủ cách gặp Lục Thiếu Quân, nhưng lúc nào cũng bị tiếp tân hoặc là thư ký của anh ngăn cản. Đặc sắc nhất là đoạn video cô ta đến gặp Giang Minh Anh. Cô ta đề nghị Giang Minh Anh hãy tung tin trong tập đoàn, nói rằng Đỗ Hiểu Linh là thế thân. Đoạn clip đó tạo nên sự phẫn nộ cực kỳ mạnh mẽ. Lại cộng thêm cả file ghi âm Đỗ Hải Sơn cung cấp nữa. Trần Du Lan phẫn nộ đọc tin tức. Cô ta không ngờ chỉ trong vòng một thời gian ngắn, bộ mặt thật của mình bị phô bày trần trụi. Cô ta tức giận ném đồ đạc xung quanh. Đỗ Hiểu Linh, đồ hồ ly tinh, tất cả là do mày hết. Trần Du Lan gào lên, gạt phăng tất cả những gì có trên bàn. Âm thanh chua chát vang lên, làm cho Vũ Nhược Đồng không khỏi hoảng sợ. Chị Du Lan à? Im miệng đi. Video tôi gặp Giang Minh Anh là sao? Chuyện này chỉ có một mình cô biết. Cô bán đứng tôi sao? Trần Du Lan xông tới, túm chặt tóc của Vũ Nhược Đồng, trợn mắt lên để đe dọa. Vũ Nhược Đồng bị đánh cho vài cái, oan ức mà gào lên. Chị điên rồi, không phải em. Cô còn cãi à? Không phải cô thì là ai chứ? Trần Du Lan hét lớn, miệng run lên vì cơn giận nguồn ngụt. Vũ Nhược Đồng lĩnh trọn cái tát từ chủ nhân đau đớn thì quắc mắt. Lẽ ra từ đầu tôi không nên nhất mực trung thành với chị. Chưa đến một giây, cô ta đứng dậy, xông thẳng ra khỏi nhà của Trần Du Lan, không quên nói thêm. Thời của chị đã hết rồi. Coi như là tôi bị mù mắt mới chọn nhầm chủ như vậy. Vũ Nhược Đồng phi ra khỏi nhà trong lúc mà Trần Du Lan còn chưa kịp phản ứng, má sưng tấy vì cái tát của Trần Du Lan. Cô ta ấm ức muốn khóc. Với thân phận là một giúp việc gắn bó từ nhỏ, Vũ Nhược Đồng không thẹn với lòng bởi vì chưa bao giờ phản bội chủ nhân. Ngay cả lúc mà Trần Du Lan xa cơ lỡ bước, cô ta cũng không bỏ mặc. Nhưng bây giờ thì Vũ Nhược Đồng chính thức hối hận vì những việc mình đã làm rồi. Tiếng phanh xe vang lên làm cho Vũ Nhược Đồng giật mình. Cô ta ôm mặt ngước lên nhìn, là chiếc xe hơi sang trọng. Trong đó một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Cô Vũ, chủ nhân của tôi muốn gặp cô, không biết cô có thời gian không? Trong bệnh viện lúc này, Hiểu Linh ngồi xuống bên cạnh ba mình. Trên giường bệnh, những chai truyền vẫn đang treo. Cả cơ thể của Đỗ Kính Nghiệp được tiến hành thải độc toàn diện, bao gồm cả lọc máu. Hiểu Linh xúc động nắm lấy tay ba. Đi một vòng lớn, cuối cùng thì cũng có ngày cha con ở bên cạnh nhau. Đứng bên cạnh giường bệnh là Kiều Thi Nhã. Đúng vậy, cô ấy vẫn chưa mất mạng giữa biển khơi. Thời gian trước, Trường Duy Khiêm có sang nước S, dựa vào đầu mối mà tìm được Kiều Thi Nhã. Bởi vì cô không có giấy tờ nhập cảnh, nước S lại hỗn loạn nên phải trốn chui trốn lủi trong khu ổ chuột, ăn đồ ăn thừa cầm chừng qua ngày,
cơ thể còn bị thương rất nhiều do bị áp lực từ nước biển. Cũng chính vì tìm được Thi Nhã mà Hiểu Linh mới có được thông tin bày ra màn răng bẫy với Trịnh Nguyên Hưng trước đây. Sau thời gian trở về từ nước S, Kiều Thi Nhã nhanh chóng lấy lại được khí sắc tươi tắn. Hiểu Linh mỉm cười lên tiếng hỏi: "Ba tôi thế nào rồi?" "Ông chủ cũng ổn rồi, mới đi ngủ một chút thôi, sáng nay ăn cháo rồi, thưa cô." Đỗ Kiến Nghiệp cảm giác như có tay ai đó đang cầm lấy tay mình, mí mắt khẽ chớp rồi mở ra nhìn. "Con gái." Giọng nói còn yếu ớt, ông vừa tỉnh dậy không lâu. Hiểu Linh nghe tiếng của ba, vội vàng lau nước mắt. "Ba, con đến thăm ba đây." Ông gật đầu, nhìn khung cảnh này, Kiều Thi Nhã cũng không nhịn được mà xúc động đỏ cả mắt. Cô trung thành với ông chủ cả đời, chỉ mong rằng có một ngày cha con có thể đoàn viên như vậy. Một lúc sau, hành lang bệnh viện có chút huyên náo, thu hút sự chú ý của cả ba người: Trương Duy Khiêm, Hiểu Linh và Kiều Thi Nhã. Cảnh sát đang áp giải bác sĩ chữa trị cho Đỗ Kính Nghiệp suốt mấy năm tại Đỗ gia. Khi bác sĩ đi ngang qua Hiểu Linh, cô bước ra một chút. "Đồng chí cảnh sát, tôi xin phép được nói vài câu với bác sĩ đáng kính này có được không?" Cảnh sát thấy cô thì gật đầu đồng ý. Cô tiến về phía của bác sĩ Vũ Đức Hiếu. "Bác sĩ Vũ, chắc là ông biết tôi có đúng không?" Vũ Đức Hiếu kinh động trong lòng. Nghe tin Vạn Như Ngọc bỏ trốn, Hiểu Linh đã trở về, ông ta lo sợ, nhưng mà mãi không thấy Hiểu Linh hành động, cứ nghĩ rằng mình đã qua một kiếp nạn, không ngờ vẫn là không thoát được. "Cô Hiểu Linh, tôi bằng lòng chịu hậu quả." Vũ Đức Hiếu mím môi. "Hy vọng sau này ra tù, nếu có ngày quay lại nghề y, ông hãy tôn trọng nghề nghiệp của mình, để có thể cứu chữa được cho nhiều người, thay vì lấy mạng người đó." Vũ Đức Hiếu cực kỳ xấu hổ, ông ta cúi gằm mặt, là một người bác sĩ, đi ngược lại đạo đức của nghề, quả thật là không xứng đáng. Cảnh sát rất nhanh đã đưa ông ta rời đi, trên người ông ta vẫn mặc nguyên chiếc áo bác sĩ, vốn cao quý, nhưng giây phút này nó mỉa mai làm sao. Giang Đô Thành, 4 giờ chiều, Hiểu Linh đang ngồi trong nhà một mình, có tiếng gõ cửa vang lên. "Là ai tới chứ?" Cô nhẹ nhàng bước ra. Khi mà cánh cửa mở ra, cô ngạc nhiên đến mức trong một lúc không biết phải nói gì, bởi vì người đang đứng trước mặt cô là Tô Tố Như. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 6 của bộ truyện này. Chỉ còn một tập truyện cuối cùng thôi là chúng ta đã sẽ kết thúc bộ truyện này rồi. Theo quý vị thì cái kết của câu chuyện sẽ như thế nào? Có thể để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện này có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.